chưa? Tình kia chưa? Trời ơi, xinh quá nhỉ. Vợ chồng chị hạnh phúc quá nhỉ. Chứ sao? Đi Niagara Falls chơi phải không? Đúng. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp kia chưa em? Trời ơi, lại hạnh phúc quá, vợ chồng sao hạnh phúc thế này? Thấy chưa, ảnh ẩm chị thấy chưa? Trời, anh thương chị lắm, em biết không, anh Bình anh thương chị kinh khủng lắm. Thế à? Lúc nào anh cũng nâng niu chị hết trơn á. Ảnh là người chồng thành thật, không bao giờ biết giả dối dở trơn á. Trời ơi, em nhìn hình rồi em nghe chị kể chuyện. Trời ơi, em buồn chồng em quá chị ơi. Sao vậy, Minh đâu rồi? Đi bác sĩ rồi. Bệnh gì? Bệnh gì khỏe như trâu ấy. Nhưng mà mắc cái tật em nói dối. Ôi trời. Trời ơi, ra đường nói dối bạn bè, về nhà dối vợ, đi làm nói dối chủ. Đây này, tuần vừa rồi xin em 1.000 gửi về cho bố mẹ ở Việt Nam. Thì tốt. Trời ơi, em thấy hiếu thảo, em cắn răng em cho 1.000 gửi. Ai ngờ em tìm ra biết sao không? Sao? Gửi có 50 còn 950 đánh bài sập sáng. Trời đất ơi. Bởi vậy ta nói chỉ có một mình chồng chị là thiệt thà với chị thôi à. Còn mấy ông không có ai mà bảo đảm với vợ hết trơn á, em thấy không? Thế? Mà cái nói dốc này nè là cái tật rồi. Cái bệnh á thì chữa hết, nhưng mà cái tật thì muôn đời em ơi. Không chị ơi, có cái ông bác sĩ này ông hay lắm. Ừ vậy hả? Chị bằng tâm lý đàng hoàng. Vậy sao? Ai mà nói dối tới đâu là đến gặp đúng 3 lần. Coi như nói thật tanh tác rồi đấy. Ôi vậy sao? Chồng em đi lần này lần thứ 3 rồi. Ừ vậy hả? Nếu về mà không đổi tâm đổi tính á, em gọi phone em chửi ông bác sĩ đó ngay. Đúng. Em chết. Nếu anh nói anh rất yêu em đấy, chồng là rồi. Thật ra anh đang dối lòng. Còn em nói nếu anh nói dối hoài thì em sẽ divorce anh. Ủa em? Ủa chị Lan? Hai chị em mới qua hả? Ủa? Chờ chị. Bệnh gì mà sao vui vậy? Yêu đời vậy? Dạ không phải, tại lúc này em đang vui quá chị. Sao vậy? Ủa? Hả? Chị Lan? Ừ. Sao lúc này chị khác quá vậy chị? Chị đẹp ra phải không? Chờ chị đổi kiểu tóc ai cũng khen chị trẻ hết trơn phải không? Không có, em thấy chị già đi đó chị. Hả? Thôi có chết rồi chị Lan ơi. Da mặt chị nhăn quá chị Lan. Gì đâu? Em thấy chị nên đi căng da mặt đi nha. Nhưng mà căng vừa phải thôi. Em thấy nhiều người căng á, căng quá cái miệng á, động tới mép tai nè. Thấy không? Trời ơi, anh ơi em thương anh quá anh ơi. Anh chê chị Lan già mà xấu em mừng quá. Trời ơi em mừng quá anh. Anh đáng yêu quá trời ơi. Chê sao chị Đào? Hả? Chồng em chê chị mà sao em mừng dữ vậy Đào? Không có, chê như vậy có nghĩa là có triển vọng khỏi bệnh rồi, nói thật nãy giờ đấy. Dạ, chị Lan à, giống như là mắt của vợ em á chị Lan. Chị Lan thấy không? Mắt cái vợ em giống như là người ta nói là cặp mắt là cửa sổ tâm hồn. Cửa sổ em sáng lắm, chồng em vẫn thường nói thế đấy. Con cái mắt của vợ em hẹp quá. Cửa sổ này hẹp dữ à. Nhưng mà anh nói dạ, nhưng mà anh nói em nghe nha, kỳ này anh có tiền rồi á, anh dẫn em đi cắt mắt. Thôi mà. Nhưng mà đừng có tham lam cắt quá nha em. Anh thấy nhiều người tham lam cắt quá đó. Mắt trận trắng này nè. Trời ơi. Ai cũng chào chị, chào chú. Vậy đó. Chứ không thôi em cắt quá, tối em về em nằm ngủ quá, mở mắt anh tưởng em còn thức. Anh nói chuyện hoài à. Khổ quá anh ơi, thôi được rồi. Nhưng mà anh chê em cũng bằng lòng đó vì em khỏi bệnh rồi chị Lan ơi. Nhưng mà anh cũng cảm ơn em. Em giới thiệu cho ông bác sĩ quá giỏi em. Anh hứa với em từ nay về sau, chuẩn bị bước sang năm 2000, anh không bao giờ nói láo nữa. Hay quá. Tại vì con tim của anh bây giờ là con tim chân chính không bao giờ biết nói dốc. Thấy không em? Hay không? Thiệt. Xin phép chị, em hôn vợ em cái nha. Tự nhiên. Kỳ quá. Em ơi. Hả? Tối gội đầu chua quá. Chị nói thiệt nha. Hồi nãy giờ chị muốn nói mà sợ Đào nó buồn. Cái chỗ này cũng khó chịu lắm rồi. Dạ. Không không, em mạng hỏa, em kỵ thủy. Xuân thu nhị kỳ tắm hai lần. Trời ơi, anh ơi em mừng quá nha. Bây giờ anh cứ chửi em, cứ mắng thẳng vào mặt em. Miễn là anh thành thật là em vui rồi. Này nhá, từ đây về sau hễ mỗi lần mà em nghe anh nói dối một lần thôi đó là em ly dị anh liền. Này, có chị Lan làm chứng chị cho làm em chứng nhá. Không, anh hứa với em, từ giờ sắp tới anh không bao giờ nói láo nữa. Chẳng những anh không nói láo mà anh còn khi dễ những người nói láo nữa. Đúng rồi, hay quá chị. Em biết không? Đây, em phụ treo bản này đi. Cái bản gì vậy? Đây. Trời ơi. Thấy chưa? Honesty is the best policy. Hay quá. Có nghĩa là không có gì bằng chân thật. Trời ơi, anh ơi, em yêu anh quá, anh yêu anh quá. Nè, chị Lan ơi, hay là chị cho anh Bình đó đi tới cùng bác sĩ là đi hay lắm đó. Trời đất ơi. Anh Bình mà nói thiệt thì có một húp cháo á. Sao vậy? Ủa? Trời ơi, anh bán chợ trời mà biểu nói thiệt là sao ăn trời. Trời ơi chị. Không được đâu chị ơi. Chứ sao? Em thấy là nói láo xấu lắm, bỏ đi chị. Trời ơi, không phải bỏ, thằng con chị hả, mới 5 tuổi anh đã tập nó nói láo rồi. Chết
trời ơi, bây giờ mới mười mấy tuổi hả, nó siêu đẳng hơn ba nó luôn. Trời ơi, nói thiệt nhưng mà chị không muốn nó bỏ. Ủa, sao vậy chị? Sợ ảnh hưởng tới nghề nghiệp của nó sau này. Ủa, vậy mai mốt chị cho con chị học nghề gì? Luật sư. Đây. Có vậy hả chị? Ủa, nhưng mà đâu. Thôi chị ơi, em nói chị nghe, nói xấu xấu lắm. Sao chẳng vậy? Hạn như chị nhớ cách đây 3 tháng không? Ừ. Chị bị hư thai đó. Cái gì? Ê. Trời đất ơi, mười mấy đứa rồi còn hư thai gì nữa trời. Sao? À, xin lỗi chị, tại vì em đi bác sĩ riết em bị hơi loạn lặng xíu. Chị bị hư xe. Xe. Em lộn hư thai. Chị nhớ không? Dạ. Cái bữa đó cái anh Bình bị bận công chuyện không đi sửa xe được. Đúng. Anh nói chị mới nhờ em đi sửa xe giùm cho chị. Đúng, 350. Dạ không. Có 300 mà chị. Em ăn lời chị 50. Trời ơi anh ơi, anh tuyệt vời quá. Trời ơi anh tuyệt vời, ăn lời chị 50 tuyệt vời quá. Dạ. Anh ơi bây giờ bây giờ trả chị Lan 50 đi. Thôi. Vậy không? Để em trả chị. Thôi chị cũng không quan, mấy nhỏ này kìa. Em đã nói rồi. Không em. Vì danh dự phải trả. Em. Cái gì? Hai cho anh 50 đi. Cái gì 50? Hết tiền. Sáng tôi cho 200 đâu. Em cho rồi nào. Sợ không à? Đừng nói thế. Honesty is the best policy. Biết rồi, từ từ. Khổ quá mất đây này. Sợ không à? Đấy kỳ ghê vậy đó, nó vậy không lấy rồi mà kỳ quá đi chị lan lấy đâu lấy cho thôi, không lấy sợ đào nó buồn thôi, kìa để chị lấy cho không sao đâu đó. À, em biết không, ông bác sĩ ông dặn anh á là mình có thắc mắc hay là còn uất ức trong người cái gì á, cứ nói ra hết đi. Đúng rồi, con người mình mới cảm thấy nhẹ nhàng. Em có nhớ là cái hôm Noel vừa rồi không? Anh có mua cho má em đôi giày hiệu Gucci 400 đồng, nhớ trời không? Trời ơi chị Lan biết không, đốt đuốc ban ngày không ra rẻ như thế này. Bà già 82 tuổi mà tặng Gucci đi thì khỏi có gì mà may mắn tặng không. Trời ơi mẹ em có phước lắm đấy. Đúng rồi. Vâng em ơi. Sao anh? Nhưng mà không phải vậy. Chứ sao? Bữa đó anh đi xe bus, ai đi shopping bỏ quên á. Anh mới lượm về tính cho em, nhưng mà chưng em nhỏ quá anh cho má. Chứ chị Lan biết em mà. Biết. Có đời nào mua đồ cho ai đâu chị. Biết, nhìn mày tao biết. Xin lỗi chị, 10 đồng không bỏ không chi 400. Đúng rồi. Sao không nói trước thì có chị Lan nói lung tung à. Em là thằng quỷ nha. Sao chị? Bữa hổm làm chị Lan Bình quá trời luôn vậy đó. Dạ sao? Chị nói anh phải bắt chước cái gương thằng Minh đó. Nó dám mua dài cho mẹ vợ nó 400 đô. Có bao giờ anh dám mua cho máy 40 đô không? Làm chị rầy quang ảnh mà. Chị nhắc anh Bình em mới nhớ đó nha. Sao? Chị cũng nên cho anh Bình đi ông bác sĩ gì đi. Đúng rồi đấy chị, đi đấy giỏi như chồng em. Trời anh Bình thương chị thiệt thà vậy mà sao đi bác sĩ được? Cái gì? Anh Bình thiệt thà. Chứ sao? Xin lỗi chị à, ảnh là tổ sư nói dốc á. Em 10 ảnh chính đó chị. Em nói nữa chị giận á nha Minh. Không. Thật sao sao? Anh mình cũng nói dối lắm mà. Cho nói ha. Rồi kể cho chị nghe. Đấy đàn ông thế ai cũng nói dối. Bây giờ nói chị nghe, chị có nhớ là cách đây 4 tháng không? Chị bị đau bụng có nhớ không? Ăn chè thiêu phải không? Trời Tào Tháo rượt chạy muốn chết luôn. Em biết không? Trời ơi, tao nói đi ra đi vô ban đầu đi sao bò không à. Chị mới kêu anh Bình về chở chị đi nhà thương đó. Đó. Chị thấy không? Chị đi không nổi chị bò. Chị kêu anh Bình về chở chị nhà thương. Anh nói anh bận công chuyện không thể về được. Thì bận công chuyện. Sao? Bận con khỉ, thật ra bữa đó chị biết anh đi đâu không? Đi đâu? Đi coi vũ sexy. Trời. Thấy chưa? Rõ ràng thấy chưa? Thấy đàn ông chưa? Trời ơi, chị giờ chị xí xác anh ra liền cho em biết. Có chưa? Trời đất ơi, mà đi với thằng nào? Đi vai nó đi. Đi vai vậy hả? Dạ, đi vai. Đi với em. Cái gì? Tại sao nó làm đi làm overtime mình sexy? Tôi sexy chưa đủ à? Em. Vậy hả? Đâu? Honesty is the best policy. Best nói thiệt, nói thiệt. Vâng. Còn nữa chị, còn nhiều chuyện lắm. Không, để cho anh nói em. Dạ, chị có nhớ không? Chị, anh Bình đã nói anh thương chị lắm. Thì chứ gì nữa? Anh đã bồng chị ra ngoài ăn cơm. Xong bồng chị vô. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ trên tay của anh. Dạ. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ, anh nói em khác. Nói sao? Anh nói chị là con voi ngáy ngủ. Trời. Anh nói vậy hết chị. Chị chịu hết nổi rồi đâu ơi, chắc chị phải đi về quá đâu ơi. Trời phải hỏi cho ra lẽ chứ. Thôi chị đứng đây, chị đừng có giận hờn gì hết. Em nói chị nghe. Không có ngờ chồng chị vậy đâu. Dạ. Biết rồi, nhưng mà chị tới với em á vì là chị muốn mua cái áo của em. Giận hờn làm gì? Anh đủ rồi. Bác sĩ giỏi lắm rồi, anh cũng giỏi lắm rồi. Khép miệng lại giùm em. Ok. Đi vào lấy giùm em cái áo cho chị Lan nha. Dạ. Nha. Trời đất ơi, tức muốn chết luôn vậy đó. Chị biết không, cái áo của em nhá. Em mua 500 đô. Đây. Em mua 500 đô nhá. Mà em chưa mặc lần nào. Ủa vậy sao? Để chị 300 đô thôi. Trời ơi, có nửa giá à. 300 đô chị cũng lấy nữa. Em quên rồi. Quên cái gì? Áo mà phải 500 đâu. Cái gì? Giá nhiều. Áo này 75% off. Còn có 150 à em. Trời đất
thôi. Để chuyển trăm thôi được rồi. Cái gì? Không, trăm rưỡi anh trăm gì chị cũng lấy hết, nhưng mà có điều là em mặc chưa? À, chưa, chưa bao giờ sợ lần nào cả. Chưa. Cái gì? Em quên nữa rồi. Anh nói em nghe nè. Cái áo này đó. Anh Táo. Trời gì vậy Minh? Không gì đâu. Anh Táo nó có vitamin C. Lấy ra nói tiếp cho chị nghe, để cho nó nói đâu em ơi. Trời ơi, vợ tôi giả mang vậy trời. Trời, nó giả mang thiệt. Con này ác phụ quá trời luôn. Xin phép chị cho chị. Cái áo này thật ra vợ em mặc rồi, mặc một lần. Hả? Cái bữa hai vợ chồng em đi đám cưới đó chị. Ừ. Mặc một lần rồi, đám cưới đãi không no, tối về đi ăn mọi món. Ừ. Cái vợ em làm đổ nguyên tô món em vô người á. Trời đó. Bây giờ em mới đem giặt trai thuy đường chết luôn đó chị. Vậy không dám nói. Đào ơi, cái áo mà em mặc rồi thôi chị không mặc nữa đâu. Ừ. Bây giờ em lấy áo khác, có áo khác thì đưa cho chị đi. Xin lỗi, tại chị biết em nhiều áo lắm. Cái thì nó đổ mắm tôm, cái đổ mắm tép, cái đổ mắm nêm, lung tung cả thôi anh. Lấy cái khác cho chị đi. Em có cái jacket tuyệt vời chị ơi. Dạ, chắc dạ. Được đó, chắc dạ. Được, lấy chắc cho chị đi Minh. Anh Minh à. Ủa? Anh Minh. Sao vậy em? Ai, ai, Ủa, chị Lan à. Chị Lan đẹp quá vậy chị anh Lan ơi. Ủa, trời chị Đào. Chị Đào hôm nay cũng đẹp ghê vậy nha. Ủa, nay chị Đào ở nhà hả? Sao ủa hoài ủa anh Minh. Thôi em, đừng ủa nữa em. Có bầu ủa hoài vậy bà? Tôi có. Chuyện gì đây, nói đại đi. Em nghe người ta nói đó, chị Đào đó cho anh Minh đi học cái khóa gì mà thần kinh chữa bệnh sinh lý đó. À. Cái khóa tâm lý cái bệnh nó giống anh chị về tâm lý thôi chứ cái khoản kia thì không cần, anh đầy đủ lắm đấy hả? Trời. Nhưng mà sao rồi, thành công không vậy? Rất thành công. Anh báo cho em mừng, bây giờ anh không còn nói láo nữa em ơi. Và ai hỏi anh điều gì anh đều nói chân thật rõ ràng hết. Anh giỏi lắm đấy. Hay quá. Trời, anh biết không, em hả, em muốn cần một người nói với em những lời thành thật. Chị Lan biết không? Không. Chị Đào biết không? Không. Cái bài thơ này nè, em mới sáng tác đó nha. À. Em sáng tác hôm qua đó. Cái bài thơ này nó thiệt là trữ tình lãng mạn nha. Cái bài thơ này nó diễn tả một cặp tình nhân đang dìu nhau đi dạo phố nè. Một cặp tình nhân đang ngồi dưới góc phố nè. Một cặp tình nhân đang đi trên đường phố nè. Ba cặp hả chị? Không có một cặp hả? Tôi đếm 6 người đây, sao đông người thế? Không không, một bài thơ thôi, một bài thơ. Anh Minh, gì, 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 anh gì, coi gì, giùm gì. Em coi cái bài thơ này có hay không? Rồi anh cho em biết một cái lời thành thật nha. Để em đi đăng báo dự thi đó, dự thi. Rồi, đây, coi, coi. À, thôi không cần, để em đọc nha. Em đọc cho, đâu, chị, đâu, chị, đâu, cho chị nghe nha, cho anh nghe nha. Rồi. Bài thơ này em đọc nó mới diễn tả hết được cái nội dung bài thơ của em. Đôi ta cùng nhau sánh bước bên thềm. Hay. Bên nhau ta hát khúc êm đềm. Hay. Mỗi lần anh ngồi xuống bên em. Lần nào em cũng đòi ăn kem. Trời. Thấy không, thấy không? Gì kỳ vậy em? Sao kỳ? Trời ơi, kỳ á. Ngồi bên kép của mình á, tự nhiên không đòi cái gì, đòi ăn cà rem. Em thích ăn cà rem mà. Thôi em ơi, em không biết gì nè. Hồi lúc chị em á, mới quen anh. Sao, sao? Ngồi xuống cái đòi. À! Chị chả đòi gì cả. Lần đầu tiên gặp anh thì chị đòi một tí thú đau thương thôi. Vậy. Nhưng mà nhau, thơ cô hay lắm đấy. À, mình ăn kem xong rồi lạnh xong hôn nhau, cái hôn ấy gọi là cái hôn lát xê, hôn đông lạnh. Thấy chưa anh Minh, thấy trời chưa? Trời ơi, hay đấy. Bây giờ anh Minh cho em biết lời là ý kiến thành thật của anh Minh đi. Anh nói thiệt với em nha. Honesty is the best policy. Bởi vậy vì câu đó anh nói với em là làm thơ con cóc dở ẹt. Thơ kỳ cục với em. Thơ vậy dở hả? Ờ. Anh John á, bồ của em á. Sao? Anh khen cái thơ này nha, tuyệt tác phẩm đó nha. Trời đất ơi. Anh nói em á hả, tài sắc vẹn toàn á. Thôi đi em ơi. Tại vì John là kép của em. Ông nội nó không dám chơi, không chia nó. Anh nói với em rồi, thằng John nó từng tâm sự danh là trong cuộc đời của nó sợ nhất em làm thơ đó. Anh đừng có làm nữa. Thằng cha này tối số cho tôi, là kỳ này về là tôi xé xác rồi, tôi không cho gặp mặt nó đâu rồi nha. Ủa mà anh Minh ơi, sao? Anh Minh quen với anh John hả? Anh là bạn học thân lắm á. Anh quen thân vậy hả? Tôi hỏi anh Minh nha. Hỏi gì? Chiều nay anh nói anh dẫn em đi chụp hình nè. Anh chụp hình hay không? Cái gì? Thằng John chụp hình? Ừ. Hỏi đi. Anh nói nghe nè, thằng John á cuộn phim không biết ráp vô máy nữa rồi chụp hình. Có đâu, anh nói hả, anh nói anh sẽ chụp hình cho em làm model đó. Anh nói là hả, anh sẽ giới thiệu cho em làm người mẫu của hãng Chanel nè, hãng mỹ phẩm Chanel đó. Đúng rồi, anh nói em á hả, anh đậu thủ khoa của cái môn chụp hình ở bên Đông Kinh đó, chuyên môn chụp hình khỏa thân không à. Cái gì? Chụp hình khỏa thân? Ừ. Xin lỗi em ạ, anh chụp hình khỏa thân còn hay hơn nó đó. Ông ấy em khỏa trên thân chưa? Cái gì? Tôi đang khỏa này. Nhưng mà anh Minh à, nhưng mà bây giờ anh nói thiệt với em một lời đi. Anh coi kỹ bài thơ này, anh mở ra đi, anh đọc sao? Đi kỹ cho em nha. Không. Anh thấy em sao? Anh coi rồi anh sẽ thấy là em có thể có triển vọng trở thành một thi sĩ không?
với nhiều đêm thức trắng mà suy nghĩ. Bài thơ của em sẽ là... Là thơ con khỉ. Em sẽ là loài sĩ. Thôi em ơi, anh nói em rồi, đừng làm thơ nữa chứ, ẹt ha. Cái gì vậy? Anh thấy dở á, là tại trình độ của anh thấp kém quá đi. Anh không có đủ tài anh thưởng thức thơ của tôi. Thấy anh dịu dàng quá mà. Bình thường anh ưa nói lời ngon tiếng ngọt, anh dỗ dành phụ nữ nên tôi mới hỏi ý kiến anh. Chứ mà tôi biết anh cà chớn vậy, tôi đâu có thèm hỏi anh làm gì. Xí, dựng biệt anh à, từ đây đừng nhìn mặt tôi nữa nha. Xí. Trời ơi. Nó hiện nguyên hình rồi đó, thấy chưa? Gì kì á? Mãng xà tinh xuất hiện giữa ban ngày. Trời đất ơi, tướng này tướng thi sĩ đó hả? Tướng này tướng chỉ lộn mướn á. Thôi đủ rồi, nãy giờ tôi nói thân thì nó thiết thì hãy mình ném nó thật. Còn người lạ mà nói, bây giờ anh đi vào. Em muốn nói... em nói với anh là anh nói xạo em đi dị anh mà. Thôi bây giờ không nói gì hết, im nhé. Tôi đã không nói gì hết. Được rồi anh, em đi vào đây, vào đây. Chị chờ em đi, em lấy jacket cho chị nhé. Đi vào đây. Trời ơi. Khổ quá chị ơi, đây đây đây. Áo đây. Em ơi, áo này đẹp đẹp lắm. Vâng. Hơi khoác thử đấy chưa? Đấy. Em nói thật nhá. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi. Chỉ có một mình chị á. Trời ơi sao vậy Minh? Đào đào sao vậy Minh? Trời tôi nghĩ thằng nhỏ quá. Trời ơi cho tao nổi mỡ. Trời ơi tôi tội nghiệp. Tự nhiên bắt gái lại à? Vậy vừa mãi rồi. Tội nghiệp ghê không? Trời ơi. Không anh bị lỡ. Nói nhiều nó lỡ mồm. Em dám. Trời ơi em ác cái gì đâu. Em nói thật cái ly vậy em à. Bây giờ nói thiệt không cho. Thôi đủ rồi, để tôi làm việc. Chị em nói chị nghe này, cái áo này chỉ có một mình chị là xứng đáng thôi đấy. Nó cứ lông lông thế này là xứng đáng. Em lại quên nữa rồi em. Anh cũng muốn lắm nhưng mà tại vì honesty is the best policy. Hôm qua anh nói gì vậy chị vậy? Em nói anh á là chị Lan mặc áo này không có hợp xấu lắm. Cái gì vậy? Cái gì? Em thiệt nói mà. Gì vậy đó phải không? À. Không, em đâu có nói gì đâu. Nói gì chị? Nói đi. Anh hả? Ngày hôm qua em nói gì chị Lan? Anh nói thử em nghe coi. Nói đàng hoàng. Quên cái này đi. Nói quên cái này. Không thể quên policy. Anh nói liền. Nói đi Minh. Chị biết không? Ừ. Vợ em nói chị mặc áo này xấu lắm. Tại vì chị vừa mặc vừa lùn chân chị lùn. Chị đi như con vịt sim đai. Trời. Chị nói vậy đó. Cô nói tôi vậy phải không cô? Cô tưởng cô đẹp lắm hả? Trời đất ơi. Hai cái chân như hai cái cẳng gà vậy đó. Mặc mini zip thế mà ghê luôn. Mà tưởng mình đẹp lắm hả? Cái gì? Chị trời này, chọc gan em hả chị? Ừ. Chị chọc gan em à? Ừ. Xin lỗi nhá, chị cứ nhìn lên tivi mà coi. Model người ta cứ khẳng từ chân xuống dưới thế này này. Hàng triệu triệu phụ nữ trên cái thế gian này á. Cầu có một cái cẳng gà như tôi để mặc mini zip hết chưa chị? Xin lỗi à, còn hơn là chị. Anh coi đấy, hai cái bắp chuối thế này, hai bắp chân thế này như là hai trái xoài tượng á. Mà chị có biết chấm mắm đường chả làm được cái việc gì. Phải rồi, xài tưởng chấm mắm đường có nhiều người thèm lắm mà. Còn cô chỉ có mấy tiệm hủ tiếu nó thèm thôi à. Tiệm hủ tiếu thèm tôi điên hay sao thèm? Nó thèm nấu xí quách đó. Không tin hỏi chồng cô thử coi. Anh, bây giờ em hỏi anh này, có chị Lan đây. Chân em này có phải là chân cẳng gà hay không? À. Không. À. Chân em không phải cẳng gà. Thấy chưa? Chân em là cẳng cò. Tại vì chân em anh nói thiệt á, còn tệ hơn là hai cẳng gà nữa. Dạ hai, tại vì cẳng cò nó vừa cong mà nó vừa ốm đó chị. Phải vậy. Im này, tôi không có anh nói nhá. Nè, tôi im. Đừng có làm bộ rầy chồng mà cho qua chuyện nghe chưa. Tôi báo cho cô biết, kể từ nay hả, không chị em, không hàng xóm láng giềng cái con khỉ khô gì hết á. Tôi không chả cần. Bây giờ tôi vĩnh biệt cô nè. Sayonara. Bye bye. Goodbye chị luôn. Chị. Never see you again. Em. Me too. Thôi chị cái gì vậy? Lan muốn cái gì? Ê quýnh lộn hả chị? Xin lỗi chị, em có giỏi nha. Giỏi gì? Để em biết đẳng tay con queo. Thôi chị ơi, nói chứ giận xíu thôi mà bỏ qua đi chị. Bỏ gì? Chị Lan à, em bây giờ em tự nhiên em thấy bực mình quá đi mất thôi. Sao vậy? Em bực mình vô cùng vậy đó. Bực mình cái gì? Chị biết không, chị em mình tình nghĩa chòm xóm mấy chục năm nay vui vẻ, tự dưng hôm nay lại gây nhau cái lộn ổ lên. Em chả biết vì đâu mà ra cái nguyên do thế này. Phải rồi. Vì ai? Vì đâu chứ? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Vì mày. Hả? Chị chờ em chút xíu. Chờ em. Trời vậy? Ơi, tức quá. Chờ em chút xíu. Gì vậy em? Hello. À, bác sĩ Tuấn đấy à? Vâng, em Đào. Đào vợ mình chứ còn Đào nào nữa, bộ lắm Đào lắm à. Cái gì? Chúc mừng cái con khỉ tan
nhà nát cửa đây này. Bây giờ em nói bác sĩ nhá, bây giờ ngày mai em gửi chồng em lên bác sĩ dạy cho chồng em nói dối lại như cũ nhá. Cái gì? Dạy nó thật thì 1.200 mà dạy nói dối 2.400 à? Chặt gì mà chặt lắm thế bố. À, thôi được rồi, rồi đằng nào cũng phải. Ngày mai nhá, em gửi chồng lên bác sĩ luyện lại nhá, nói dối như cũ giùm em please. Vâng, chào bác sĩ. Đấy, chị thấy chưa? Và như thế này mới được thôi, không thể chịu được nữa rồi. Bởi vì chị nói hai em nghe, mấy ông bà già hồi xưa nói rất là đúng, em thấy không? Sao chị? Lời nói đó không có mất tiền mua, liệu mà nói dốc cho vừa lòng nhau. Ủa kỳ vậy? Vâng, thấy không? Một lời nói dối tế nhị hơn là một sự thật vô thiện. Sao kỳ vậy? Anh. Gì em? Ngày mai lên bác sĩ nhá. Em cắn răng 2.400 cho anh học nói dối đúng trở lại nhá. Gì kỳ vậy? Chứ sao? Sao vậy? Trời ơi, anh nói em nghe nè, mình nói thiệt mới là khó, mới cần đi học. Chứ nói dối ai nói không được. Em muốn không? Làm liền liền. Làm thử em coi. Rồi chị Lan. Gì? Chị rất trẻ, rất đẹp. Da chị căng giống như gái 18 ôi, tuổi gì đó. Dễ thương á. Em. Hả? Tóc em thơm hương mùi dạ non. Mắt em là bể hoa cù. Trời ơi, tự dưng cái gia đình hạnh phúc hẳn lên. Vui vẻ liền thấy chưa? Nói dối cái vui. Anh. Sao em? Từ đây đấy nha. Em mà chỉ nghe anh nói thật một câu thôi đấy là em ly dị anh liền đấy. Bảo đảm với em 100 năm hạnh phúc. Thì đúng. Ôi, thầy đây tới rồi kìa. Thầy đây tới. Ôi chết rồi bay ơi, chết rồi. Lớn cũng chết mà nhỏ cũng chết. Hồi nãy tao thấy cái râu ổng quặp xuống trời ơi. Chết rồi bay ơi, tao cũng chết luôn. Quang tới. Bài đầu bẩm quan à, bẩm quan à, mấy ông còn hơi quá, lóng rài sao thấy yên ổn, không có ai kiện cáo gì ráo trọi thầy đề. Dạ độ rài dân quận làm ăn yên ổn quá nên không có ai thưa kiện đau đầu gì hết. Không ai thưa kiện gì hết. Dạ. Vậy nha lại làm sao sống? Hả? Nha lại phải làm sao chứ? Không lẽ ngồi không vậy hả? Bỗng lộc có mấy đồng bạc. Thầy đây. Dạ. Thầy phải ngầm sức cho Hương Hào, Lý Dịch nó xúi dục dân tình thưa kiện lẫn nhau. Không có thì không xong với tôi đâu. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ bẩm quan à. Mới có một vụ thưa kiện ở làng Cồn Hến đây à. Có vụ thưa kiện ở làng Cồn Hến? Dạ, vụ thưa chứ chấp đồ gian à. Vậy nội vụ có thằng nào có máu mặt không? Dạ có tên Trùng Sò. Nghe ra nhà hắn khá giả lắm. Nó đứng nguyên đơn. Đứng nguyên đơn mà khá giả. Dạ. Vậy thì bây giờ mình phải xoay cho nó thành bị cáo. Nắm là phải nắm thằng có tóc, chứ ai nắm thằng trọc đầu. Dạ đúng. Trọc đầu có tóc đầu nắm. Quan dạy thật là chí lý. Ông dư hơi quá ha. Nè thầy đề. Dạ. Nội vụ ra sao thầy nói cho tôi nghe coi. Dạ tên Trùm Sò kiện Thị Hến về tội qua trữ đột trộm của nhà nó. Có thằng Lý Trưởng Hà làm chứng bắt được quả tang tại nhà Thị Hến nè.
quả tang tại nhà thị hến, có Lý Trưởng Hà làm chứng. Dạ. Thằng này nó làm chứng chi ngu vậy? Thôi được rồi, kinh nghiệm quan trường bao nhiêu năm, tôi thừa sức để xử cái vụ này. Luật pháp mình nắm ở trong tay mình, xoay chuyển cách nào không được. Thầy cứ yên chí ngồi đó coi tôi ra tay. Cho Lệ Cửu gọi tụi nó vô đây. Dạ, việc đến tài quan thì còn phải nói nè. Lệ Cửu. Dạ. Cho đòi nguyên đơn và nhân chứng vào hậu. Dạ, vâng ạ. Sao tôi nóng ruột quá mày? Thì tôi cũng đâu có thua vậy, ông nóng chết đây nè. Trời, sao lâu quá. Ra tới, ra tới, ra tới. Thầy Lý. Yeah. Ông Trầm hả? Dạ, biết mình rồi, biết mình. Dạ, dạ, chào, chào anh dạ anh cũ, dạ anh cũ. Cửu, cửu, cửu. Cửu. Nè, hai ông muốn vô hả? Dạ đúng rồi, tôi có vụ kiện muốn tới để hầu quan. Tức nhờ anh giúp. Thôi, chết rồi, xui cho hai ông rồi. Bữa nay quan bận lắm, không thể nào mà xử kiện được đâu, thôi đi về đi. Chết rồi. Trời ơi, tôi chết rồi. Làm sao bây giờ? Nè. Dạ. Tôi trong đứng ra ngoài nhìn thấy hai ông thấy tội nghiệp quá. Tôi mới khẩn khoản, tôi năn nỉ quan, bởi vì quan mới đồng ý chịu tiếp với ông đó. Đạo quá. Quý quá. Dạ cảm ơn anh cũng gì. Sao mà quan thương anh quá vậy? Bởi vì tôi là lính quan trọng của quan mà. Lính quan trọng. Ừ. Nè mấy ông biết không? Dạ. Mỗi lần quần áo của quan dơ ra. Dạ. Một tay tôi giặt. Đứng giặt đồ mà. Anh Cửu ơi, tụi tôi lặn lội đường cá xa xôi tới đây. Có gì dài anh giúp đỡ giùm tụi tôi quên ơn anh đâu. Biết điều thì cái này mới là có thầy Lý. Còn ông Trầm đâu? Vậy là cái đó trùng. Ôi, cho tôi quá gian. Trùng. Trời ơi, vụ này cũng quá gian đó hả? Thôi, anh lo giùm. Nhớ nha, ông nhớ là xong rồi tính liền với tôi nha. Dạ bẩm quan, bọn họ tới rồi. Dạ bẩm quan, con là Lý Trưởng Hà ở làng Cồn Hến. Dạ xin có chút lễ di thiền dâng lên quan, xin quan thương là mà nhận cho. À trưởng Cồn Hến thì vô lễ thật. Dám bưng lễ vật lên quan thế này sao? Dạ dạ. Tuổi này ngày càng dễ lươi ra mặt. Đây là lần đầu nha, quan niệm tình tha cho. Lần sau đừng có trách tại sao quan ác. Dạ. Lễ vật có gì trong? Dạ thưa quan, dạ có trà rượu mắm muối. Dạ. Nó quậy quá, nó lại. Dạ, trà rượu bánh mứt à. Có vậy thôi ha. Dạ, còn nữa. Dạ, bên cạnh đó còn có cái gối dung dung nè. Vô lễ. Đây là nha môn, nơi cầm cân nẻ mực, cấm nhặt lễ việc quan hối lộ. Dạ. Chứ không phải nơi nhận cái gói dung dung. Dạ. Đây cũng là lần đầu tâm niệm tình tha thứ. Dạ cảm ơn quan. Lần sau nhiều hơn chứ. Dạ. Lễ bác. Dạ bẩm quan, bưng mâm lễ vật dễ bệnh cho bà. Dạ. Cảm ơn. Dạ bẩm quan à. Ông đi đâu? Dạ em đem về cho bà. Ông càng ăn ông càng lú là sao? Bao tử nở ra mà cái ốc ông nó teo lại là sao? Dạy bao nhiêu lần rồi, ông đi đường này cho người ta thấy hàng chi vậy? Đây đâu phải mới làm lần đầu. Đi vô đường này. Dạ.
Với hầu quan bồng con theo chi vậy? Dạ đâu có đâu quan. Dạ không có. Dạ đâu có con cái gì đâu quan. Chứ ai khóc hả? Dạ em. Trời ơi, khóc thấy mắt ớn không? Dạ. Ông bồng gì á? Dạ đâu có. Cái này có đồ quan. Cái đồ tan vật đó quan. Chết rồi quan. Trùm sò đấy ha. Dạ. Nghe nó trộm nó mới tới viên nhà đấy ha. Dạ. Nghe đồn giàu lắm ha. Dạ. Dạ đâu có quan. Thằng này quan, cái thằng nặng đập mồm đập miệng nó nói chứ con nghèo lắm quan. Cái quan tin quan hỏi thầy Lý coi, phải thầy Lý. Dạ đúng rồi đó quan. Dạ. Thầy Lý rành quá ha. Dạ. Ông nhìn đi, ông nhìn liếc ngang sơ coi. Ông nghèo mà ông mặc đồ gấm, còn ông mà mặc the ha. Dạ con bộ mà quan ơi. Nhà ông mà nghèo quá thì trộm nó đâu có tới giếng. Trời ơi quan ơi. Nó lâu ngày nó buồn nó tới nó thăm cũng đâu có biết đâu quan. Ông cũng dẻo mồm dẻo miệng lắm á. Dạ đâu có đâu quan. Ta mới nghe qua nội vụ nhưng chưa rõ ngay gian. Chờ chút đi, coi thử ông còn dẻo được không. Dạ. Thầy đê. Dạ. Cho đòi thì hết. Dạ. Lệ cửu. Dạ. Cho đòi thì hết. Dạ. Cho đòi thì hết. Quang nghe rõ hơn. Dạ. Này thì hết. Dạ. Ôi trời ơi, em có nhận lời khai. Trong đơn này có thiệt đúng hay không? Lý trưởng xã Đại Giang nó chứng rằng trùm sò bị mất trộm mà tên trộm ấy là một thằng đuôi. Nó đã trốn mất khi hôm lại còn phóng hỏa đốt điếm canh mà làng xã chưa bắt được kẻ gian manh. Bẩm quan, bây giờ em mới biết được chuyện mất trộm ở nhà ông Trùm. Em chỉ thấy họ ập đến cửa hàng em, vô quan đồ em mua là đồ ăn trộm, rồi họ hùng hổ muốn bắt em. Nếu em hà tiện chẳng chịu lo tiền. Như vậy là Lý trưởng Hà này muốn kiếm chuyện. Bao vô phụ nữ đã đẻ lấy hiền, chắc không khỏi vô tù. Đã mất chức thì còn bị đóng gồng. Quang ơi, trời ơi, Quang cứ cho con lắm Quang ơi. Quang ơi, thì hết đúng là một tai hoa tử đồ gian. Kiếm bốn đồng lãi với cái bọn ăn trộm, buôn bán để mà kiếm lời. Dạ. Dạ, trùm sò bắt trộm. Đồ trùm sò kiếm được ở nhà Y Thị đó Quang. Con không có dám nói láo đâu Quang ơi. Quang ơi à. Vui quá ông cười phải không? Dạ, dạ đâu có. Con vừa khóc vừa cười hại thứ luôn. Quang xét lại giùm Quang. Này trùm sò. Dạ. Mày có nhận cái đồ mất trộm đó là của mày không? Dạ đúng là của con à. Đồ mất trộm tan chứng đồ để trên bàn của thầy Lê á. Thầy đây. Dạ bẩm quan, đồ mất trộm mà nằm ở trong nhà thị hến, tức là Y Thị có qua trữ đồ gian thiện đó quan ạ. Đúng, thầy Lê nói đúng. Dạ, dạ đúng.
phải có nguyên nhân chứ. Không lẽ khi không nghe phụ nữ đẹp vậy đi qua tử đầu giang sao? Dạ, dạ không. Đúng, đàn bà con cái đẹp đâu biết anh sợ. Dạ, không có đâu Quang ơi. Đàn bà con cái nó ăn trộm còn bảo hơn. Dạ. Hở cái nó chết, hở cái nó chọc mà Quang. Này, chị hết. Dạ. Giờ Quang hỏi, cứ tự nhiên mà ha. Có Quang che chở. Trời ơi, chết rồi. Mấy ngày không ăn thua gì hết trơn. Trời. Khai đi em. Dạ bấm Quang. Từ lúc giữa đường gãi ganh. Gãi bao lâu rồi? Dạ 2 năm. Đề chỉ vô 2 năm. Mà thôi khỏi ghi, tôi nhớ được rồi. Con lo thủ tiếp đến nay. Tâm cô đơn phải tìm cách sanh nhai. Kiếm lời ức nhờ mua đi bán lại. Trời ơi, buôn bán chắc cực quá đi. Cửa hàng nhỏ cũng là nghề thương mại. Nghề hiền lương nào có ai hại chị ai. Trời ơi, khai kiểu này chắc tới chiều nó nhanh đi cho rồi. Nhanh nhanh đi. Nhanh đi. Dạ, thấy chú ốc giác một bào đưa tới. Rằng túng tiền muốn bán bất đồ nhà. Nghe nói rằng có vẻ thật xà. Tôi mua hết tiền nông sòng phẩm. Bỗng trùm lý pháp sư ba mạng. Nhớ cốt đồng ồ ập vào nhà. Bảo rằng đồ mất trộm tối qua. Tôi qua chữ chia lời cùng đạo tại nhà. Đúng rồi, nó vu oan. Nhưng mà rồi sao nữa? Nói đi em, tiếp đi. Rồi thầy Lý mới trợn trừng trợn trạc. Đòi bắt em giải lên quan. Nếu em không tạ lễ cho. Số tiền lớn lúc bán buôn ế ẩm. Em đào đâu ra một thân quá bùa phòng không? Thầy Lý liền nổi giông gió đùng đùng. Nếu không có giải lên quan lập tức à. Em năn nỉ thế nào cũng không được. Nhờ quan trên mình xét cho em nhờ. Dạ bẩm quan, sự thật là nhá. Tao biết bay quá mà. Thấy tiền là muốn tát rồi à. Ức hiếp con dân. Ăn không được là bày trò lên đây chứ gì. Ăn được mấy ông nuốt rồi. Tôi ngồi trên đây biết không có ăn ống nhôm ống nhách đây nè. Xin quan ra để cho bay bán bay ăn chứ chi. Phải không? Dạ không dám. Bán không được cái bài trò giải nạp. Dĩ nhất suy chi. Trước này mày qua mặt bao nhiêu lần rồi? Dạ đâu có. Mẹ cửu, mẹ Lý trưởng cùng hết đến 30 heo. Dạ khoan khoan, trời ơi tội con qua quan ơi. Xin quan lớn đèn cày, dạ không đèn trời soi xét. Con thở nay chưa có biết làm tiền. Mới lần đầu manh lơi chưa quen. Làm lúc chụp bị người ta thấy tay. Mới nhất thư lại quan con trót dài. Nhờ ơn trên mở rộng lượng biển trời. Tội của mày cũng đáng đánh để răng đòn. Nhưng mà nghĩ lại cũng là tay chân bộ hạ. Dạ cảm ơn quan. Về nộp phạt 50 quan tiền giả. Hay nằm ngay xuống cho lễ cũ nó đánh 30 heo. Dạ, quan ơi, dạ con xin đỡ phạt quan ơi. Dạ. Chết rồi. Còn bên. Dạ. Ở lại nha. Chết rồi, trời trời ơi, ông về. Chết cho tôi cũng có gian tôi về ông. Thôi thôi thôi, nước đôi này tôi không có dám cho ai quá gian đâu. Thôi, tôi về, tôi theo ông, chờ tôi với. Dạ, bẩm quan con về. Dạ, cứu thầy này. Dạ, chào quan, con về. Cho ông về. Dạ. Đây là nha môn chứ đâu phải cái chợ. Muốn vô vô, muốn ra ra. Dạ đâu có đâu mà. Ông ỷ thế cường hào ức hiếp gái quá mà. Dạ dạ đâu có đâu anh. Dạ bẩm quan, đêm 24
trộm. Sáng 25 em tìm được đồ ăn trộm ở nhà thị hết. Nếu quan không tin, quan hỏi y thị thì sẽ rõ. Hả? Trước mặt quan mà mày còn bày trò vừa ăn cướp vừa la làng hả mày? Dạ đâu có đâu quan. Nè dạ. Tao nói cho mày nghe, mày không ép buộc được người ta làm vợ bác mày rồi mày vu oan cho người ta hả mày? Dạ không có đâu quan, con đâu có ép buộc y thị làm vợ bé đâu quan. Tội mày, nhìn cái bản mặt mày là tao biết ham mê vợ bé rồi. Dạ không có. Cái hàm râu mày kìa, nó sụi xuống là tao đã biết mày ham mê rồi, còn cái gì mà nói nữa. Dạ không có đâu thầy, tại ham mê vợ bé hàm râu nó dính ngược lên như là thầy. Ê, dạ. Nói phải nhìn trước nhìn sau. Không nói râu ai một ngược. Dạ, con xin lỗi quá. Dạ. Tuy là thị hến không khai, nhưng xét qua tình thế là tao biết mày muốn ỷ tiền ham mê vợ bé là mày. Dạ tao có đúng không? Dạ bẩm quan. Chết con rồi. Chúng nó thật là hào đoản, tội vu oan luật nước khó tha, xin quan hãy kết tội nặng nề, làm gương cho kẻ giàu mà còn ham mê vợ bé. Dạ bẩm quan, dạ thưa thầy đề, thật tình con chẳng phải vu oan, cũng không có muốn ép y thị làm vợ bé. Ở đời em chỉ biết ham tiền chứ gạo. Thật tình quả thị vu oan cho em tan vật còn để nguyên cái trên bàn đó mà. Lẹ bác. Dạ. Đem tan vật về bển cho bà mày niêm vô tội. Dạ đồ của em mà quan, đồ của em mà. Thằng trùm sò vô lễ. Dạ. Trước cửa quan mà mày dám giật đồ của quan. Dạ đâu có đồ quan, đồ của em mà. Nói cho mày nghe nè. Dạ. Đồ của mày á, khi nào nó nằm ở nhà mày kìa. Cái đời nó trong. Còn nó bước tới nhà quan, nó là đồ của quan. Dạ. Lẹ cửa. Dạ. Lẹ trùm sò quanh ba tôi theo. Dạ. Nhắc ghê nghiêm trang kính cẩn mời có hết nào. Vỏ sò cứng quá ha. Đâu mà ngươi, đánh đừng có giọt kìa. Sao mày, muốn giọt sao mày? Giọt nó nhột, chịu không có nổi. À, nhột phải không? Nè, cái biết điều không, hả? Thôi. Hồi nãy đó. Thôi. Mau lên. Thôi. Không thôi phải không? Dạ, thôi. Nằm xuống. Nằm ra. Mô! Dạ đau quá. Ê, mày làm gì vậy? Dạ. Hả? Ủa dạ, đau. Đau cái gì, tôi đánh rồi nào? Con chưa đánh hả? Ừ. Vậy mà tụi tôi đánh rồi mừng. Mày về tao biết đâu đánh mày nè. Vậy sao? Thôi mà. Không được không? Thôi phải không? Trời chết. Đánh đi. Cho mày. Mở cái chân của mẹ. Thôi chưa? Chứ chi mà trời ơi, sao đánh hoài vậy trời. Nè. Ơi đánh mấy dạ chị gì. Dạ tay đề đẹp quá, tay đề đẹp. Nằm xuống. Dạ. Không lòi ha. Dạ lòi cái gì trời ơi, con nghèo trời mày chết này. Nằm xuống. Dạ
Sò. Ông Sò. Mọi người, Trùm Sò nó chết rồi. Nó chết thiệt rồi Quang ơi. Hả? Nó chết rồi. Tiễn dòng nó 30 cây nữa nè. Tưởng mày hồn lìa khỏi xác rồi chứ. Dạ cũng sắp rồi Quang ơi. Nó bầm dập hết rồi. Đáng lý ra là hồn Sò đã lìa khỏi xác. Nhưng nghĩ nếu chết đi rồi thì nhà cửa không ai coi, giường tược không ai chăm sóc. Còn gì nữa mày? Dạ, dạ tiền góp không ai thông. Vậy thì để tao. Nên bỗng nghe tiếng quát nạt của Quang, hồn Sò bừng trở lại. Trở lại chi vậy mày, không đi luôn đây? Vì thương xác Sò phải bầm dập chỉ hơn 30 ngọn rối ác nghiệt mà chẳng chút thương tâm. Thương mày rồi ai thương tao? Quang ơi, vỏ Sò tuy cứng nhưng nó sẽ mềm nhũn như trái dừa gian chín rục nứt da ở đâu. Trời đổ tát bé còn gì đâu ăn. Trời ơi, vậy mà chẳng chút thương tâm, nỡ đập cho nó bầm dập như tương để bị người ta hốt đổ bên. Làm hết hồn mày. Thôi, ông đừng nói nữa mà chi để tôi lượm mà nấu chè. Chị nấu chè dưa gan ăn chắc ngon dữ. Thiệt người ta nói không sai mà. Khi thương trái ấu nó cũng tròn, mà khi ghét thì trái bồ hòn nó cũng méo. Phải chi Sò tôi có cặp mày bén ngót như dao, đôi mắt sáng long lanh, miệng cười xinh với làn môi mỏng thắm. Thì mong Sò đâu có nổi dòng xanh dòng đỏ, mà không một ai đôi hoài thương á. Nín mày, trời ơi mày đem càng lá cho đây mày thổi sáng sớm tao mần mệt chứ mày. Khỏi nói dòng do mày đem 500 quan tới nộp phạt, bằng không một quách nữa. Trời ơi Quang ơi, 500 là nhiều quá, làm sao có kham nổi Quang. 500 mà nhầm nhò gì mày, chỉ bằng rụng một cọng lông chân của chú mày thôi mà. Trời ơi sao không biết. Trời ơi tôi đứt từng đoạn ruột chứ phải chơi sao ông. Bộ ông có tưởng có tiền là dễ lắm sao? Phải đổ mồ hôi xót con mắt dắt chài ra nước bồn cho đại trâu ăn mắm hút nhồi. Có chính quan tôi kiếm thêm một quan cho chẳng chục chứ nào có bốc hốc của ai đâu. Nhờ mấy chú tá điền biết điều không thiếu lúa ruộng, nhờ mấy chú gia đình không nại cực khổ ăn uống qua loa, mà tiền công thì thật nhẹ. Nhờ bác 12 cho giai tôi nhân đức không bị ai giật, rồi từ đó tôi mới tích tiểu thành đa. Tạo nhà tạo đất vì tiền tôi không ăn giấc, mỗi đêm nghe tiếng chó hực là đã bấn loạn cái tâm thần này rồi. Thì ghét không? Thì ghét hả? Dạ Quang ơi, Quang tha giùm con đi Quang. Nó năn nỉ mà nó cũng loài thêm được mấy chữ nó mới vừa lòng. Dạ Quang ơi, con rộng lượng rồi Quang. Rộng lượng gì ăn bòn chứ rộng lượng dạ, gì ăn. Không có đâu Quang. Nè. Dạ. Thấy than thở á, Quang cũng thương tình. Dạ. Không. Một lần này á, Quang tính làng dày. Dạ. 100 quan thay vì phạt giam. Dạ. 300 quan thay vì phạt đòn. Chỉ chi là 400 quan về lấy tiền nộp phạt mày. Bớt cho con đi chút đỉnh đi Quang. Bớt cái gì? 400 quan là nhẹ cho chú mày rồi. Dạ. Không mau lại tạ phụ mẫu chi dân mà còn kêu ca cái gì. Dạ.
Dạ em lại quăng bớt cho em nha quá. Dạ đi em lại. Ông lại xong chưa? Dạ rồi, mệt quá. Chờ chút nghe. Dạ. Để tôi hỏi thần thánh coi chứ chóng mặt chưa, chứ tôi chóng mặt rồi à. Dạ trời ơi quan ơi. Thầy đây. Dạ. Ghi tên 50 quan về tội lại thấy ghét. Trời ơi trời ơi quan ơi, quan ơi, lại ghét gì mà quan ơi, lại thấy ghét rồi quan ơi. 400 quan tiền giả, 50 quan về tội lại thấy ghét. Trời ơi, lại gì mà thấy ghét nữa trời. Vị chi là 450 quan. Trời ơi Hoàng ơi, Hoàng ơi, con cách làm anh bớt con chức đỉnh Hoàng ơi. Chứ tôi làm tiền tôi cũng kham nổi Hoàng. Nghèo quá mà Hoàng. Dạ. Nên ông mà năn nỉ câu nữa tôi ghi vô 50 quan về tội năn nỉ. Dạ, 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 dạ. Trời ơi, như vậy là tiêu rồi, đồ đã mất còn thêm bị đồ. Thôi 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 thôi, thôi về lấy tiền nộp phạt đi cha. Nói lãi trái tôi kiện thêm 10 phần. Dạ thôi thôi, trời ơi, như vậy là cũng lầm than bại. Trời. Ông Dư hơi quá, ông thổi hoài á. Dạ. Gì vậy? Dạ dạ mất tôi hút rồi, trời trời ơi. Tôi hút ông để đâu mà mất? Dạ 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 dạ. Chú không đường gì đâu hả? Cái chắc chặt chuyện đời sao nổi, tôi sẽ về à. Ông nhìn cái gì? Ông được cái nước múa không? Có nhiều đó cũng không biết giấu là sao? Này thị hết. Này thầy đề. Dạ. Việc công khai của thị hến thầy khỏi cần ghi vào di bằng. Dạ. Để tôi nhớ mà xử được rồi. Dạ dạ. Trong tang hầu cho thầy đề về nghỉ sớm một bữa. Ủa sao hôm nay cho về sớm dữ vậy qua? Nghỉ sớm cũng ý kiến nữa. Bữa nay tôi phải đi công chuyện ở làng Hạ. Dạ. Cho thầy về nghỉ sớm một bữa. Dạ. Trống tang hầu. Dạ bẩm quan em về ạ. À. Ừ, thầy về. Hến, để về nha. Hẹn ngày gặp lại. Ủa? Có ngày gặp lại nữa hả? Còn hai đứa bay sao chưa về? Dạ bẩm quan, con về. Nè, nghe tao dặn. Nếu về tới nhà. Dạ. Bà mà có hỏi á, nói là bữa nay quan bận đi khám điền thổ ở làng Hạ nên về trễ về muộn, cơm nước khỏi chờ. Dạ. Đang phải quay. Này hơn em. Yeah. Việc của em tuy chưa tỏ rõ nhưng Quang Anh sẽ thấy em cô đơn quá. Quang Anh cũng thương tình. Từ nay em nâng nuôi tới hầu anh Quang thì không có ai dám hăm dọa em nữa đâu. Dạ em rất đội ơn Quang lớn. Em
một thân một mình quanh hiu sớm tối. Chuỗi gió tai bay quả gửi đỡ nâng không biết cậy nhờ ai. Cũng mai có quang thương tình. Trời ơi, dài chút nữa hụt hơi luôn á. Hết lòng chở che cái quân ỷ tiền, thương là quân thật đức. Mỗi khi ghét ai thì hay kiếm điều du quan. Nè Hến, dạ. Quan nói cho em nghe đặng em yên tâm. Có anh sẵn sàng phải không? Luôn ở kề bên em mà ra tay. Quang ơi thương quá. Và đêm nay Quang sẽ đi di hành, xét từ đầu trên xóm mà dưới. Mày vậy nghe hết. Sẵn trơn đầy quan tới xét nhà của em luôn. Con ơi kìa, quan nói đùa, bộ quan nghi nhà em có qua chữ đồ gia hay sao mà quan xét con ở quan. Bậy nè, phải xét chứ, phải xét để sau này có kẻ nào xấu mồm xấu miệng nó có nói á thì quan thẳng thắn trả lời rằng đích thân quan tới nhà em xét em không thiếu chỗ nào hết. À, thấy quan tính kỹ không? Nhất cử lưỡng tiện. Thôi em mà không chịu đâu. Gì mà không chịu nè? Thôi em mà không chịu. Đưa tay cái coi. Không. Đưa cái tay cái coi nè. Thôi em sợ lắm. Sợ cái gì? Ở đây có quan với em sợ cái gì? Em sợ. Em sợ cái gì? Em sợ bà. Ha! Cả cái huyện này sợ quan, không lẽ quan đi sợ bà sao? Trời ơi, búp măng ngồi giết vừa độc. Cái bàn tay này nghe, hồi nãy có đứa nào trói cột gì em không ha? Không có. Ờ, quan tưởng nó mà trói cột em ha, nhưng mà làm bầm làm dập một món nào là tụi nó chích cha cho nó cho quan á. Kỳ. Quan đã nói rồi, lớn cũng chết mà nhỏ cũng chết, đừng có thấy quan. À, thầy đề đó à? Dạ. À, hồi nãy thấy thầy về rồi sao giờ còn quay lại á thầy đề? Dạ, con tưởng quan về rồi nên con trở lại kiếm cuốn sách bị bỏ quên. À. Sách đâu? Dạ đây ạ. À. Vô tình hay cố ý? Dạ, quan muốn nghĩ sao nghĩ. Dễ tính quá ha. Dạ. Muốn cho nhiều cho vậy ha. Dạ. À, này thầy đề à. Dạ. Việc cung khai của thị Hến á, tôi điều tra nó cũng gần rõ ràng rồi. Dạ, dạ, dạ. Giờ tôi về à. Dạ. Quan về rồi á, nhớ về liền nha. Ở đây không có an toàn đâu. Thằng này nó không có được đàng hoàng. Dạ. Nó không phải như quan đâu. Dạ. Nó không có biết bảo vệ phụ nữ. Nhớ nghe.
Dạ. Xin rước quan về à. Tôi về thầy đề. Dạ. Nói bước theo tôi nha. Dạ 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 quan về. Quan về đó. Hến. Dạ. Được việc rồi. Nhớ quan quên đề rồi hả? Em đâu có quên ai đâu. Ai làm ơn cho em á thì em đều tạc dạ ghi lòng. Có ghi không vậy? Dạ ghi. Hồi nãy tôi nghe Hến mời quan đến nhà sơ rượu. Em đâu có mời ai đâu. Tại quan nói quan tới nhà em thôi, chứ em đâu có mời đâu. Quan nói tối nay quan đến nhà. Ừ à. Không có dám đi đâu. Ở nhà có con sư tử dữ lắm. Trận quan ở nhà không có dám đi đâu. Chỉ có mình đề là rảnh thôi à. Vậy thì tối nay đề đến với Hến được cùng chăn nhà. Thôi em sợ thầy chê nhà em nghèo mà không tới đó chứ bộ. Không có, không có, không có. Khoái nhà nghèo lắm. Tôi chỉ sợ Hến chê tôi không bằng quan thôi á mà. Dạ đâu có đâu. Vậy thì á em, em mời thầy tới nhà em à. Ừ, tới liền tối nay tôi tới. Vậy em về nha. Ừ, Hến về. Bẩm bà, trống tang hầu rồi sao không thấy ông nhà tôi về vậy thầy đề? Dạ dạ bẩm bà, nghe nói của con mẹ Hến nào đến hầu quan trông cũng sạch mắt lắm, cho nên cả thầy lẫn trò đều chết mê chết mệt phải không? Dạ dạ bẩm bà, dạ không phải con mà chỉ có ông nhà. Cái gì? Thầy nói cái gì? Dạ chỉ có ông già thôi ạ. À chỉ có ông già hả? Ông già tôi ra làm sao? Thầy phải nói cho đàng hoàng. Nếu không á là thầy trước. Dạ 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 để con nói. Mà con nói rủi ông già biết được thì chắc chết con qua bà ơi. Tội nghiệp thầy đề thì thôi á. Thầy đừng có lo. Tất cả tôi lo hết. Vợ con của thầy tôi lo luôn. Cả thầy tôi cũng lo luôn. Thầy biết không, nếu mà tôi không nói cho ông nhà tôi biết á thì làm sao ông nhà tôi biết được mà thầy. Thầy yên tâm, thầy cứ nói cho tôi nghe. Dạ vậy con yên tâm con nói ha bà. Dạ dạ ông quan huyện nói tối nay quan huyện đến nhà con mẹ Hến. Trời ơi, tự nhà cái con mẹ Hến. Dạ ông huyện quá lắm rồi. Dạ. Dám khinh thường tôi, con mẹ Hến cũng dám xem thường tôi. Rồi đây, rồi đây, rồi đây tôi sẽ cáo đâu. Con sợ lắm. Sợ gì? Sợ bà.
nói bà tao nổi da gà mày. Ba mày đâu đây sao? Thằng với bà mày không dám theo tao ban đêm đâu. Thiệt không mẹ? Thiệt mà, đây đây. Dám mà. Đây đây. Quang đi đi, con đi đâu? Giờ tự nhiên nó lên mặt với tao. Đồ nhát gan. Vừa thấy lính cát này mà nhát gan như mày. Ra sao? Ra liền. Coi quang mày nè. Nhát gan. Đi. Tới đi Quang. Lui. Bà. Nửa đêm nửa hôm đàn bà con gái ra giữa đường đứng chờ thằng nào đó. Hay ghen ngựa. Tôi muốn hỏi ông, vậy chứ đêm hôm tăm tối vậy chứ ông đi đâu vậy ông Nguyễn? Việc làng việc nước, mưa gió lũ lụt cũng phải đi chứ đừng có nói chuyện đêm hôm tăm tối. Tôi muốn hỏi ông đi đâu. Giờ đây nói cho tôi nghe coi. Bà làm gì dữ vậy? Nói sao? Tôi đi khám điện thờ. Điện thờ? Điện thờ hả? Chứ không phải khám mà nhà cái con mẹ hết. Tôi là không nói lắm, đi dám đi khổ không bà. Tôi không biết rồi mà chẳng ai. Hai bà giúp nhau. Dạ biết. Em biết rồi không? Tôi thương tôi lắm mà. Ông có trả lời với tôi đi không ơi. Không là tôi chờ thầy này. Tôi bà không qua bà. Ông không chịu nói là tôi chờ thầy. Tôi chờ thầy. Ủa sao lạnh quá vậy trời. Bà mẹ mày! Mày lấy quạt tao chi vậy mày? Mày biết tao lạnh không? Dạ con đưa quạt cho bà mất. Nóng rồi mày! Mày đi ra sao? Đi ra sao? Đi theo ổng đi! Dạ. Đi! Đá mày bây giờ! Quạt cho đợi chảy mở cũng ra. Qua đây! Dạ. Hay quá mang người! Tự nhiên qua bệnh quạt! Tôi bà còn nuốt cho đừng nói vậy ông! Làm gì bà khóc? Tôi nói rồi, việc quan là khẩn cấp, là cơ mật. Việc quan à? Tôi biết ông lắm mà. Ông thì lúc nào cũng việc quan, cũng khẩn cấp. Cho nên trong tang hầu rồi mà tôi không thấy ông về. Ông bỏ mẹ con tôi nhịn đói, đợi ông đến cơm lành canh nguội. Ôi da, trời ơi! Ông Nguyễn ơi, là ông Nguyễn à. Ông có mắc dịch mắc gió gì á, thì ông cũng mới sai người về cho mẹ con tôi biết, để tôi khỏi phải lo âu hồi hộp. Ngồi đứng không yên cứ thấp thỏm ra vào. Ai biểu ngồi chi? Ông kiếm chỗ ăn no rồi để cho mẹ con tôi bụng nói như cào. Thì mẹ con bạn trước đi chờ tôi chi? Ăn làm sao được mà ăn. Mấy chục năm nay phủ tùy phủ xứ, chén cơm manh áo tôi lo cho ông trọn đảo tề giá. Ông nhớ lại đi, cái ngày ông còn là một hàng sĩ lây la, dưới vai áo dài, dưới đuôi dài, ông hả rộng. Mẹ chi vậy biết? Ông lê lết khắp đầu làng cuối tầm, giờ hốt hôn, phiếu màu sống qua ngày. Tôi đâu có chối đâu, hồi đó tôi là học trò nghèo, nhưng hiếu học, mà tôi đẹp trai nhất xứ nữa bà. Ông đẹp trai nhất xứ phải không? Còn tôi nè, tôi là một tiểu thơ sống trong dinh thự. Tôi nhìn thấy ông xác xơ nên tôi không thể cầm lòng. Ông Nguyễn ơi, tôi thương ông nên tôi mới chọn ông làm đất ông chồng. Tôi lọt mũi khắp cửa quan, tôi đốt lót nhiều của quý, tôi chịu cực quỳ mũi khồm lửng năn nỉ.
để không được ngồi cao áo lụa khăn là. Ngày nay ông được ăn no và nhờ vinh hiển với mọi người, ông lại muốn thử nếm má hồng giá trắng. Ông muốn ăn gạo cội mà ông quên tình tấm măng. Thì tôi cho ông lớn bằng mo, ông bò bằng mung, để ông cùi hết thứ rồng về. Bà này lạ chứ, việc làng việc nước bà lúc nào cũng làm kỳ đà cản mũi à. Hả? Ông nói cho kỳ đà. Bữa nay ông dám cho tôi là kỳ đà. Trời ơi, chồng tôi nó nói cho kỳ đà. Kỳ đà, mãi chồng tôi là kỳ đà đấy nè. Bà này lạ chứ. Lạ hả? Lạ hả? Lạ hả? Làm nhục nhã chồng con à. Làm nhục hả? Nhục đâu rồi? Ông muốn nhục tôi cho nhục nè. Thấy nè, tôi cho ông nhục nè. Tôi cho ông nhục nè. Nhục đi, nhục chưa? Nhục sao? Quá nhục. Hả? Không thấy lạnh. Nó quạt. Dạ không. Nhốt con quạt không bây giờ đó. Đánh mày. Mày điên hả? Quánh rồi. Quánh rồi, tôi quánh cho con coi. Con bà nữa. Sao? Bà sao? Vừa phải thôi chứ. Vừa phải hả? Như thấy được là lấn tới à? Lấn chứ. Lấn chứ. Lấn chứ. Lấn chứ. Buông tay. Buông tay. Nổi điên rồi nghe. Mày thấy không? Cũng phải có lúc đàn ông á phải biết cái thế mạnh của mình. Được nghe chưa? Bắt trước tao nè. Thôi để tôi tự xử. Nè 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 Minh. Nè Minh. Lạnh. Lạnh không mày? Dạo đâu, nghiếm cũng không đưa đâu, chết cũng giữ cái này à. Đẹp quá. Khám đi, ông khám điện thoại ông đi. Đi khám tôi mai tôi mốt chuyện, ông muốn đi đâu ông đi đi. Tôi không cần biết. Đẹp quá. Xích. Đẹp quá còn. Lát, để tao mặc vô đó. Nè mình, mình rớt á, mình rớt tôi lượm lại. Ghét, cái mặt khó ưa. Thôi nha ông, còn ông nữa, sung quá hả? Quạt quay, không thấy tệ thế cho mà còn ngu còn quạt. Lạnh đường chết rồi còn quạt, quạt, quạt. Đi quen. Đi đâu? Đi khám điện thổ. Vậy khám ai? Đi về. Anh cũ. Về. Đứng đây hồi thấy dễ sợ quá. Bộ ghê lắm hả? Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Đi về. Dạ. Dạ. Về. Chúc quan thượng lộ bình an. Thì ghét không? Nó còn dám gõ cấm và đặng cho người ta cả làng cả xã ra cái coi mà. Đâu có gì đâu ghê. Cái gì? Yeah. Hờ mà ghê kìa. Nhìn như con thằng lằn. Bà nghe. Bà làm nhục tôi nghe. Được rồi. Bà mà về tới nhà được á là bà giỏi á. Ông Nguyễn ơi, ông Nguyễn ơi. Mới nhắc là tấm liền. Được rồi, bà sẽ biết tại tôi. Trời ơi,
đây nè. Trời ơi, trời ơi, chắc ông ma quá. Ông Nguyên ơi, tôi sợ ma quá, ông Nguyên ơi. Hả? Trời ơi, ma. Ma. Trời ơi, chết tôi rồi, ông Nguyên ơi. Bà là vậy thôi, bà sợ ma là ở trong làng này đâu có ai sợ bằng bà. Làm vợ chồng với bà tôi hiểu bà quá mà. Thấy chưa, đã thắng rồi. Cho bà hết cái tập đi theo tôi ban đêm. Giờ này tôi tự đi mình ơn. Nhìn con hến đi rồi nhìn bà đi, nhìn con hến. Trời ơi, tôi muốn chết mà nhìn bà là tôi muốn ói rồi. Bởi vậy quyết định là phải đi cho bằng được mà. Lát nữa ma nó hù bà không chết tụi con bà đó. Ăn trộm! Ui da! Ăn trộm! Ăn trộm! Ui da! Ăn trộm! Ui da! 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 Quang, 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 mấy cây nữa. Quang, 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 quang thiệt. Trời ơi, quang, quang, quang. Thôi, đừng có thổi kèn. Trời ơi, quang ơi. Chưa chết ông khó hoài vậy. Để em đỡ quang, tôi chạy quá. Trời ơi, quang. Trời ơi, ông đập người có nhiêu xương nó lòi hết ra luôn rồi đó. Quang, quang, có sao không quang? Sao trăng gì? Quang ơi, quang đi đâu mà quang ăn mặc cái gì kỳ cục chứ quang? Ám đi. Điền thổ. Trời ơi quan ơi, cái điền thổ. Cái điền thổ quan cũng mặc đồ chứ đàng hoàng chút chứ mà quan mặc cái gì mà. Sao quan? Nói mình không biết không? Dạ. Ông đừng nói người ta biết nha. Dạ. Đi khám điền thổ ăn mặc kiểu này mình mới theo sát được dân tình. Trời hiểu không? Ơi quan ơi. Đó, tôi mới cải trang như vậy để tôi đi để cho người ta khỏi biết. À, con công nhận quan cải trang khéo thiệt á. Ờ phải vậy không? Mắt con tin như vậy con nhận không ra thì ai mà nhận ra. Bởi vì con tập mấy chục hèo rồi mới nhận ra quan đó quan. Mà quan ơi, con nói quan nghe nha. Quan ăn mặc như vậy á, dạo này chó làng mình nó đói lắm á. Tôi gặp quan không chừng nó xơi quan đó quan à. Không có, nó quen mùi hết rồi. Quan đi tới đâu nó mừng không à. Vậy hả quan? Ủa quan ơi, mà quan ăn mặc gì quan không thấy lạnh sao quan? Không có đâu, quen rồi, vì khí hậu ở đó, làng này ở mấy chục năm nay rồi, trời nó quen ơi, rồi. Quan ơi, thấy gì nó không lạnh rồi, còn thiếu quạt rồi đang nóng. Quan ơi, quan phải giữ gìn thân ngọc lá vàng của quan nghe quan. Ấy quan lấy cái áo của em quan mặc đỡ đi quan. Thế là được. Dạ. À, không không. Sao vậy quan? Đường cải trang lấy áo mặc cái gì? Sao vậy quan? Không có sao hết. Tại muốn cải trang muốn vậy mà. Trời ơi, thể diện gì nữa quan. Mặc đại vô đi mà. Trời ơi. Này nể ông lắm mới mặc nha. Dạ, cảm ơn. Không thích đâu à. Nè, ấy quan mặc vô đi quan. Ờ, không có thích đâu. Dạ. Bị không có lạnh gì hết trơn á. Dạ. Rồi. Trời ơi, thì ra quan với con cũng cùng cỡ rồi quan. Ông Trùm. Dạ. Sao người coi bộ khá giả ngoài gắm xong trong cẩn sà cừ hết trơn ha. Dạ quan ơi, cái này bên trong đâu ai thấy đâu quan. Quan trọng là cái này nè quan. Nhưng mà nhớ đi làm gì làm trả lại cho em sau này nha quan. Yên tâm, ai lấy của ông chị. Dạ. Quan cần con gà giúp quan không quan? À, gà giùm đi. Dạ. Ừ, cái này cho nó đồng bộ phải không? Không, đâu có cần. Thôi vậy là quá rồi, vậy là nể lắm rồi. Được rồi quan. Quan đội lên nha cho nó ấm đầu để quan bị sổ mũi nha quan ơi. Rồi, đẹp quá quan. Vậy ơi. Có bộ được hơn ha. Dạ. Dạ. Ông á, đừng có nói cho ai biết lại là quan nha. Dạ. Bị việc làm việc nướng tôi muốn bí mật. Dạ. Vậy ở đó nha. Thôi dạ. Đi nha. Dạ. Quang đi mạnh giỏi vậy Quang. Quang. Hồi sáng á, ông sai người đánh tôi mấy chục hèo. Bây giờ tôi đập lại cho ông ẹo xương sống luôn nó mới đã. Trời ơi, chắc cũng vụ gì đây. Người ta nói mà, cá ăn kiến thì có ngày kiến nó cũng ăn cá à. Ông nhớ nha ông. Tôi đi về. Tối nay cái ngủ ngon lắm mà.
Xin lỗi bà Nguyễn. Ủa? Cô Lý như cô Đà. Bà đi đâu đây bà Nguyễn? Tôi đi tìm ông Nguyễn nhà tôi. Còn cô Đề với cô Lý đi đâu mà đêm hôm tăm tối vậy nè? Hả? Bà ơi, có chuyện gì? Bà Lý nói cho tôi nghe coi cái chuyện gì. Ông Lý nhà tôi. Ông Lý của bà sao? Hả? Ông Lý thường sáng đi. Đi. Ông không chịu về. À. Ông để tôi đi kiếm ông. À ơi, thôi, nên mất, để tôi xử cho. Như vậy là thầy Lý nói với bà là đi họp hành chiều sáng tới giờ mà bây giờ ông về. Bà mới đi tìm phải không? Rồi bà đứng đây đi chút xíu rồi tôi xử. Còn bà Đề, sao? Có chuyện gì đâu mà nói cho tôi nghe coi. Tôi hả bà? Ừ, sao? Bố ông Đề bức hiếp bà hay sao vậy? Có chuyện gì đâu mà bà nói cho tôi nghe rồi tôi xử cho. Dạ biết rồi. Có chuyện gì nói cho tôi nghe coi. Trời ơi! Ơi, cha mày lọt, mẹ lọt, cha mày lọt, mẹ lọt, cha mày lọt, mẹ lọt. Trời đất ơi, bà lọt hay quá em, mà kiếm chỗ bà lọt hay quá em. Con xin lỗi bà, nhưng bà Nguyễn, tại vì con bị liễu bà ơi. Vậy mà ai mà la nạt lớn cho con lọt hả? Trời đất ơi, hay quá em. Bây giờ bà kể cho tôi nghe, cái chuyện gì, ai bức hiếp bà mà đi môn tâm tối giờ bà đi vậy, để tôi xử cho coi. Không có ai bức hiếp tôi hết trơn rồi. Nhưng mà ông Đề nhà tôi, bà biết. Sao? Ông đi từ sáng cho tới bây giờ, tôi không biết ông đi đâu nữa. Không có thấy mặt mà gì trơ trọi, không biết ông có bị cái gì không. Cho nên tôi mới đi kiếm bà ông. Rồi, tôi biết rồi, tôi nên. Sao bà biết hả? Biết rồi. Hai cô có biết là ông Lý với ông Đề tới nhà ai không? Tới nhà cái cô mẹ Hên. Biết chưa? Biết rồi. Tôi biết. Biết rồi. Tới nhà cô mẹ Hên tôi biết. Nên. Hay quá em. Bây giờ hai cô nghe lời tôi. Đi theo tôi. Dạ thưa. Tới nhà cô mẹ Hên tôi đi trước. Dạ. Đúng không bà? Được không bà? Tối quá bà. Xong đi bà. Sao vậy bà? Xong đi bà. Sao bà không đi? Sao bà không đi thì tôi biết rồi. Sao vậy? Cái gì? Từ đây mà tới nhà cái con hến đó, chính giữa đó, nó có cây da. Trời ơi, hai bà đừng có la. La là tôi sợ. Sao được? Còn nữa. Còn cái gì? Có cây mí luôn. Trời ơi, la con mẹ mí mà ơi. Đừng có la. Bây giờ sợ rồi, nhắm mắt theo tôi. Bây giờ hai bà sợ phải không? Sợ. Ghen không sợ ma? Ghen không sợ ma. Hai bà xè hai bàn tay ra đi. Nhắm mắt lại, xè hai bàn tay ra. Đặt ấn ngón giữa, đặt ấn mắt ấn vô. Nhắm mắt lại, nhắm mắt đừng có mở mắt ra. Nhắm mắt lại. Đọc một câu thần chú như thế này nè. An mani bắt rỉ hồng. Nói. An mani bắt rỉ hồng. An mani bắt rỉ hồng. Áo mà đi bắt rỉ hồng. Áo mà đi bắt rỉ hồng. Công nhận nghe. Hai câu của bà Nguyễn tự nhiên em thấy em tự tin ghê vậy. Em không có sợ nữa. Em mở mắt ra hả bà. Áo mà đi. Trời ơi. Bà Nguyễn bà Lý ơi, sao bỏ tôi vậy trời ơi. Làm gì mà coi bộ thích thú quá vậy? Hôm nay em sắp dọn như vậy,
cho nó đẹp, chị đãi khách. Chị thấy có đủ chưa? Hay thêm gì không? Em làm cái gì mà hai ba mâm coi nó tùm lum quá à? Thu dọn lại một mâm thôi. Chị à, dọn gọn cho mình đó thì không có gọn cho họ đâu. Rồi em tính làm sao? Tính làm sao hả? Cách của chị có tới hai loại lận. Loại gì nói nghe coi. Ý thì quan lớn với lại quan bé. Rồi em tính đãi làm sao đây? Đó, chị thấy đó, mâm này là bánh đúc đãi quan quyền. Đúc thứ gì à, quan cũng không có hề kiêng. Dù bùi ngọt đắng cay quan cũng ngoảm liền. Ớt hiểm mê chua quan cũng nuốt. Nuốt luôn tiền bạc với tình duyên. Cửa tiền cửa hậu có thường xuyên. Đưa tay nhận lấy không chê một thứ nào. Còn mâm này? Mâm này hả? À, để đãi lão bốc sương mù. Bánh ít trừng nhưng đậu hỗn mù u. Ăn vô một miếng hơi xong lên tới đầu. Gãy của lão em đem đi dâu. Cho lão ta sờ soạn kiếm hụt hơi. Em chọc chó sủa cho lão sợ chơi. Lão cứ muốn chạy phải xé mày mới thấy đường. Trời ơi em thiệt là nghịch ngợm hết chỗ nói luôn vậy đó. Tới biểu nè. Dạ. Công việc của em xong rồi, bây giờ tới phiên chị. Trong lúc chị tiếp khách, cấm em ló mặt ra ngoài này. Ở dưới bếp thôi nha. Dạ em biết rồi. Chị đã sắp đặt rồi. Cho thầy đề mê gái Nguyễn Trìa Bờm Sờm và Lý Trưởng Hà chạm trán với nhau. Cho bỏ cái tập toàn đẹp gái quá. Chị á, làm cái gì á, mặc kệ chị biết chưa. Em không có được cười, không có được ló mặt ra có nghe không. Nhưng mà chị cho em đứng trong buồng đó, nhìn ra có được không? Được. Nhưng mà chị cấm em cười thành tiếng đó nghe. Dạ chị yên trí đi, em không có cười đâu. Đó, chưa nói đã cười rồi, biết là con nhỏ này. Hến ơi, Hến à. Ý, ý, chị ơi. Hến có ở nhà không chị? Em đi, em đi, vô đi, vô đi được chị. Hến ơi, Hến là ai đó? Hà đấy, Lý Trưởng Hà đi Hến. Hà đó hả? Đợi chút em mở cửa cho. Mời nè. Nè, sao lâu quá thầy không có tới thăm em vậy? Trời ơi, đã có bao nhiêu lần rồi. Đừng bây giờ mà kêu bằng thầy hết trơn á. Kêu bằng anh cho nó thân mặt chứ. Chừng nào thầy cạo râu nếp á, em mới gọi thầy bằng anh. Cạo rồi nè. Cạo sao còn giờ? Anh không có cạo ở trên nhưng mà cạo ở dưới. Cạo, cạo rồi nè. Còn ở đây nữa là cạo luôn đi. Không được. Anh mà cạo râu thầy bối nói cái đường thăng quan tiến chức của anh nó bị trắc trở. Thầy đến nè. Chiếc trời lại đẹp quá. Anh với em hai đứa câu hòa hiệp cùng nhau, mong ước câu nghĩa tình cho trước sau vuông tròn. Anh được gần bên em mà khỏi mang tiếng thị phi. Nhưng sao em vẫn thấy trong lòng còn ngại em. Bởi em nghe nói rằng có nên câu vợ chồng cho những người trẻ trung lại có hàm râu dê. Không phải vậy đâu. Trời ơi, đừng cứ nghe người ta nói như vậy mà Hến. Đây nè, bữa nay em tới đây là để đi đâu đi hoài vậy nè, chứ ôm gái rồi. Ai vậy? Ai đó? Đề. Đề đó hả? Đợi chút em mở cửa cho. Trời ơi, gì mở cửa? Trời ơi, giết anh hả? Ông thầy này vô bỗng thấy anh này hả? Là ông đông răng anh chứ. Nhà cửa sao không? Nhà em không có cửa sao. Cứ làm vậy sao vậy?
anh chung như dưới này đi. Chung như này đi. Chung như này hả? Ừ. Nhục chết đâu có được em ơi. Không có sao đâu. Hả? Thầy đề tới á, bà về nhục chùm sầu. Một chút xíu cái thầy đề về liền à. Còn anh ở lại với em cho tới sáng. Hả? Tới sáng hả? Ừ. Chung liền. Đây nè, chưa vô đi. Phạt phạt. Nhớ nha, để tới sáng nha. Hến ơi Hến. Dạ. Hến nè, làm như nãy giờ tôi nghe có tiếng xì xào trong đây phải không? Dạ đâu có đâu, tại vì em sửa soạn để đổi thầy đề đó mà. Vậy hả? Em mời thầy đề ngồi. Thầy đề ơi, thầy đề chiếu cố tới nhà em. Em cảm ơn thầy đề, em mời thầy đề dùng trà nha em. Hến ơi, hôm nay Hến đẹp quá. Hôm nay Hến thơm quá. Hến dễ duyên quá. Chỉ là cách rót trà thôi cũng làm cho khách đa tình muốn nín thở vậy. Kỳ quá. Thoăn thoắt gót sen lững lờ cánh bướm. Trời ơi, chắc tổng đã như chờ chỗ này quá. Thì đề. Thì đề mỉa mai em thôi. Chứ gái quá mà như em đó. Đẹp với hai. Em chỉ mong á, các bậc cha mẹ đó thương em yên ổn che chở để cho em làm ăn thôi. Thương, thương lắm hết rồi thương. Gì vậy? Dạ, con chó nhà em. Chắc con chó này nó muốn chết rồi nó mới đụng tới Hến. Thương lắm Hến ơi. Từ nay mọi việc làm ăn của em là đều có anh lo hết. Em khỏi có cần lo. Anh là cánh tay mặt của quan mà. Mỗi lần mà quan xử tới đâu là quan đều hỏi ý kiến của anh hết. Nên... Vậy hả? Từ nay chuyện làm ăn của em hả dễ dàng lắm. Thì đề. Thì đề rành lục bát như vậy đó. Thì đề cho em hỏi một câu có được không hả thì đề? Được 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 chứ, hỏi đi. Thì đề. Đối với các nhà chức việc mà phạm lỗi đó thì lục pháp nó xử ra làm sao hả thầy đề? Các nhà chức việc có phải làm gương cho dân chúng. Lỡ mà phạm lỗi á thì tùy theo mức độ nặng nhẹ mà xử cho công bình vậy thôi. Thầy đề. Thầy đề ơi, cho em hỏi thêm một câu nữa được không thầy đề? Hỏi nữa hả? Hỏi đi. Còn nếu các nhà chức việc mà phạm lỗi nửa đêm chung vô nhà gái quá thì luật pháp xử ra làm sao hả thầy đề? Chà, cái tội này nặng lắm Hến ơi. Lỡ ra mà chọc ghẹo gái ở ngoài đường á thì xử phạt rồi cách chức cũng được. Mà còn cái vụ mà ghẹo gái quá mà nửa đêm còn lại chung vô nhà người ta thì làm sao hả thì đề? Thì nặng lắm Hến ơi. Nặng là sao hả thì đề? Chắc xử tử quá. Dạ thì đề. Gì vậy? Con chó nhà em nó sủa. Trời ơi, nó có cắn một mẹ. Đề người lớn nói chuyện. Ra đây an toàn hơn. Thì đề. Luật pháp công minh quá hả thì đề? Đối với những người chức việc phạm lỗi xử như vậy đó cho hết ý quyền hại giết dân.
Thằng nào nghe giọng quen dữ vậy? Ai vậy? Quen đây, Nguyễn đây. Trời ơi, trời ơi. Sao mà bà Nguyễn để ổng đi lung tung vậy? Trời ơi, có ổng nào trốn không? Ổng mới gặp anh ở đây là chết anh nữa được. Trời ơi, trời ơi. Có chỗ nào trốn không em? Có. Chỗ nào? Trời ơi, nhột lắm, không có chung vô đó đâu. Có chỗ nào khác đâu. Thế đây, quan Nguyễn tới bàn. Vì vậy chung sổ chút xíu là quan về nè. Còn thầy ở lại với em cả một đêm dài. Có cả đêm dài nữa hả? Chơi luôn. Chơi luôn. Nhanh nhanh đi ở thôi. Dạ. Trời ơi, ngọt quá hết ơi, chịu không nổi. Em dài đó chị. Em dài tới luôn. Hết à. Em đừng có lo, quan xử cái mổ bà. Quan,
Quanh nói như vậy á là em yên tâm lắm đó. Chứ hạng gái quá như tụi em đó thì không có ai bảo cái gì. Mặc sức người đàn ông muốn làm thì làm sao hở Quang. Mày bà, đâu phải ai muốn làm gì làm. Quang anh thì có chức có quyền mà muốn làm đâu còn biết. Nhìn tới nhìn lui mới làm á chứ. Nhưng mà em yên tâm, ôi cái hạng đó là tép riêu hết, tôm càng đã chưa nói gì hết. Yên tâm đi, đã có anh bảo vệ thì đố cha thằng nào nó dám làm gì hết nha. Bên kia quá. Ôi Quang nôn quá. Quang ơi, Quang cho em hỏi Quang một câu nữa được không vậy bảo Quang? Sao tự nhiên đang vô đảm tình cảm cái mặn cái đơ luôn. Hỏi nữa. Thôi khuya rồi, hỏi kiểu này quan gì khuya đó. Cảm xương bệnh chết là bị tướng như con thằng làng á, đâu có cảm được gió. Quan à, em hỏi một câu nữa thôi. Một câu nữa thôi. Thôi nhanh nhanh đi. Em hỏi Quang nghe nè. Nửa đêm nửa hôm chung vô nhà gái quá đó thì luật pháp có xử tử không vậy hở Quang? Nếu mà hương chức hội tề mà nửa đêm nửa hôm chui vô nhà gái quá thì cũng tùy. Nếu mà nặng á thì cách chức nó. Còn nếu mà xử mà tình cảm chút nữa đó thì quánh cho vài chục hèo rồi phạt vài trăm quan cái cho nó về chứ có gì đâu xử tử. Công bằng, công bằng, bác sĩ là công bằng. Chứ không như ai hẹp hồi như là cái bầu kia. Ông ở đâu chui ra? Dạ, từ lòng đất chui lên. Ai ở trong này? Dạ, dạ đầy đây Quang ơi. Ông đi đâu ạ? Dạ bác chữ Quang đi khám điện thổ. Dạ. Ra vậy không? Dạ. Ông được chức quyền với tôi không? Ông bắt trước tôi. Dạ. Ăn mấy ổ. Ăn ổ. Bắt trước mà không lựa chỗ. Hàng biểu ơi. Dạ. Ngày mai đó nghe, hai ông phải về nha môn cho tôi. Dạ. Tôi là vì công vì việc, còn hai ông á là vì gái. Chức việc là không có được vì gái, hiểu chưa? Dạ, biết. Mời lên gặp tôi. Dạ. Lại em đâu?
cho tổn tới già. Đừng đi đến mặn mà hà ăn chớn. Mà đánh như là nhạc đám ma mà ngày nào cũng đánh. Chiều chiều trên bến vẫn lâu mà ai ngồi ai câu ai sầu ai thạm, ai thương ai cả mà ai nhớ ai mong. Thuyền ai ai cái gì nhấc lên. Chuyện chi rồi mù. Đứng lên. Mày ngồi một chỗ thì bè ghế nó bẹp một chỗ thôi. Mày nhích qua nhích lại mòn nguyên cả cái ghế của tao. Mày nên nhớ là đây. Mày nên nhớ cái ghế này tao mua là tao tính đến đời cháu nội tao á, ngồi nó mới mòn. Mà mày ngồi như này là giảm thọ cái ghế của tao còn gì nữa. Chú con cha này... mù ơi mù nói chí nghe buồn cười quá. Mù như rí mà còn trinh nguyên mà lo chí chồng nồi chồng ngoài. Mệt quá lo xa quá làm mất cái nguồn cảm hứng của em rồi. Em phải đàn tiếp đây. Mày ngồi nhích ra tí đi, ngồi nhích. Ở đây thứ bảy chủ nhật mà hai đứa nhà em đi chơi đâu ế độ hả em? Bởi em ế độ khi nào đâu. Có như em buồn là em ra vườn nghe, em ngắm trăng nha, em làm thơ rồi em ăn hộp vịt luồng đấy chị. Con này thế mà nó tính kỹ nhá. Ngồi nhà chắc ăn đỡ tốn tiền. Nói thật thời buổi này á, bạn tí là xỉa tiền ra. Xót hết cả ruột. Mà nói thật, chả biết bọn đàn ông chết tiệt nó biến như thằng nào hết không biết. Để ba đứa chúng mình ngồi cứ mốc lên, chả có ma nào đến hỏi. Ê, giỡn hoài nghe. Hai đứa quay mốc chứ tao không có mốc mà nghe. Sao? Chị ơi, nói đến mốc em mới buồn cho thân em đi chị. 22 mùa lá rụng rồi mà chưa có thằng đàn ông nó rờ vào vai em hết đó. Buồn ơi hả? Đi mẹ ơi. Mày nói ai 22 mùa lá rụng con hoa kia? Thì em đi chứ còn ai nữa. Mày chạy ra mày soi gương cho tao đi. Ôi giời, cái mặt già khú đế, cái nhăn nhúm như thế kia mà lúc nào 10 năm nay ai hỏi cũng nói là em chỉ có 22 mùa lá rụng. Sợi, mày đi ngược thời gian à? Anh ấy hay là người hành tinh khác? Mù ơi, sao mà mù xài cái chi mà cũng tiện tính kỳ càng. Mà riêng tuổi em mù xài sáng dựng rửa. Chú trai nói 22 tuổi mà còn ngồi không như trí nè. Là người ta cười vào mặt em rồi. Nói là 40 tuổi mà phong không chiếc bóng như trí là ột dột lắm. Em giảm nói đâu. Trời ơi, mà em nói tiếc em đã thủ thật cáo sổ tiệc đó. Sao? Từ hồi đi học đến bây giờ đó. Sao cưng? Trời ơi, không ai đã đụng vào em mình là răng chì. Ôi vậy hả? Mà mày nói tuổi bé giờ chưa ai đụng vào người mày hả? Dạ. Vậy là mày ế sưng ế xỉa, ế trỏng gọng ra rồi. Mà ế như thế là... giống tao. Ờ không à, không mà em không có giống chị mố nghe. Em quên kể cho mấy chị nghe nè. Sao? Năm 17 tuổi đó em có một tình yêu. Có. Chú trai anh đẹp trai vô cùng nghe. Trí thức vô cùng. Chú trai tình yêu của em là một tình yêu tha thiết. Một tình yêu trống sáng. Một tình yêu lãng mạn. Một tình yêu vô cùng romantic. Rửa mà coi như là chị mới có 3 tháng là chia tay rồi. Sao vậy? Chứ có mù vờ hẳn lấy giáo rượt chạy thấy mù nồ chứ chi nữa. Ôi. Coi như là đời em gặp thuộc sinh rồi hái chi nữa. Cô mày tưởng mày thiếu kiều hả mày? Dạ em kiều nhi đi chị. Mày có môn kiều nội kiều má chứ kiều nhi. Kiều bà hả? Thiếu gì người không lấy tự nhiên lấy chắc có vợ chi cho khổ vậy. Sao không bắt? Bắt chước với chị vậy nè. Chị rắn. Trời đất ơi, tao thấy hai đứa bay vậy tao tội nghiệp, tao thương hết sức luôn vậy đó. Sao? Chị á hả? 13 tuổi chị có kép rồi. Chú cha mẹ ơi, 13 tuổi là biết yếu rồi. 14 tuổi có người tới cưới rồi. Sướng quá mày. Cha ơi, 14 tuổi là trong vòng tay là chị thành đàn bà rồi đó. Kể tiếp. Nhưng mà 15 tuổi chồng tao chết. Rồi 15 thì để chồng chết rồi. Quả phụ cô đơn. Ê, nhưng mà tao lúc chồng tao chết tới bây giờ nha. Trời đất ơi, trai nó theo tao tấp nập. Tao phủi mà không hết gì nó bay. Thôi chết rồi. Rửa là anh nhà chết vào giờ trung rồi đó.
cho nên oan hồn lên theo chị đó. À, đúng rồi, nguy hiểm. Cũng kiếm cái chuyện nguy hiểm lắm. Vì sao? Nhưng mà em nói chị nghe là dù có oan hồn hay ma gì đó, theo chị là chị cũng hên rồi. Số chị là đẻ bọc điều, còn em đẻ bọc ni lông chị ơi. Bà nói là trai theo bà phủi đi không hết, phủi đi không hết. Thế tôi hỏi bà tại sao mấy năm nay rồi bà phải dọn vào ở chung với tôi con Hoa là thế nào? Đúng rồi. Tại tao sợ ma chứ mà. À, sợ ma hèn chi mà chẳng có ma nào đến nhà này hết đấy nhỉ. Vui nhỉ. Giỡn hoài đó mà ma với quỷ. À, xin lỗi mày. Tại con đi chắc là phi nhiêu rồi. À. Mày biết không? Đúng rồi, hồi đó tao đâu có mi nho như vậy đâu hả? Mà từ ngày tao lên cân tới giờ nha, cha nào gặp tao cũng khen. Em sổ sữa quá. Em phúc hậu quá. Nó khen rồi bỏ cho là mày. Bây giờ hả, cha nào mà chê tao hả, tao mới hy vọng đó. Nhưng mà tôi là tôi mới tức đây này. Sao? Cái hồi tôi còn trẻ nhá, là đi xem bói ông thầy ông nói là tướng cô cao số lắm, tối thiểu phải 5 đời chồng nhá. Trời, vậy sướng chứ sao mày. Chú cha mẹ ơi, đời gái mà chịu nắm đời chồng là ném vào lâu sánh cho con chí nữa. À, ở đó mà sướng, nát một đời hoa. Thế là hồi đó khóc gần chết nhá. Rồi cứ chờ mãi, rồi 5 tháng trôi qua, rồi bây giờ một chồng bói còn trả ra, huống chi là 5 chồng. Rồi. Của đâu ra mà sộp thế. Thôi thành đạm tiếng rồi đó. Nữa. Dạ. Tao nói thiệt nha, tụi bay mắc mới thì phải lấy chồng. Trời ơi, ở không vậy mà sướng hả mày ha? Dạ đúng rồi, không có chị lấy chồng mới sướng chứ ở không có sướng gì. Nói vậy tao nói tụi bay ngu lắm. Ông bà mình nói có chồng như gông đeo cổ vậy đó. Thôi em thích gông chị ơi. Tao nói thiệt nha, bây giờ hả, có thằng cha nào theo tao hả, giàu con nhà giàu, đẹp trai học giỏi cách mấy, tao cũng không có thèm đâu, tao nói thiệt á. Mụ điên à? Điên cái gì? Tao thèm gì? Thèm gì kệ tao, tao nói mày nghe. Tao biết sao mày lấy chồng rồi. Tại sao? Mày có cả $100,000 tiền mặt trong tay. Ok. Gì vậy mày? Chuyện chi rồi mù này. Gì bà dình tôi đó hả? Cần gì tao phải định, ngày nào ông đem ra đếm, cần gì tao phải định. Trời đất, có 100,000 ngày nào ông đếm trơn, đếm mồm móng tay luôn. Hổng mày, tao nói thiệt á, bởi vì đâu dám nguyên ấy trai đâu, sợ nó vô nó đào mỏ. Đàn bà mà có nhiều tiền khó lấy chồng lắm. Tao nói mày nghe, mày chia cho tao với qua bớt đi. Ê chị Hằng. Gì? Chị chửi mặt tôi đi nhá. Gì? Chị xỉ vả mắng mỏ tôi như tát nước đi nhá. Chị đánh đập tôi tàn nhẫn dã man đi nhá. Nhưng mà tiền của bà đừng có đứa nào mà đụng vào nhá. Đồng tiền nó liền với khúc ruột nhá. Nói thật đó, đau bụng lắm. Làm gì vậy? À chị sao không sướng? Tao nói chơi bộ. Chơi gì? Giờ tưởng mày dám đưa, tao dám xài cho mày coi. Đó, thấy chưa? Nhưng mà tôi chuyện đề tài khác, tôi không thích nói chuyện tiền đây. Chuyện qua mày. Chi? Ừ, mày muốn chồng thành dịch vậy đó. Bầy em muốn chứ muốn mà. Mà không chỉ đi giao thiệp, mày phải đi đây đi đó, mày có cơ hội mà quen với trai chứ. Đúng. Mày như tao nè, thấy không? Chỗ nào vui là tao tới. Rửa. Đám cưới, đám hỏi, đám gì có trai là tao tới. Rửa. Kẹt kẹt không có, đám ma tao tới luôn. Chú cha mẹ ơi, hàng chí tuần vừa rồi về em nhìn vô trong giỏ bà, ủa chả nào nhán nào đen nào vậy, vậy tiền vàng bạc đi đám ma. Đúng về rồi, đã đám phủ không à? Cà đồ hả? Quà tặng. Ôi dồi. Quà tặng của trai. Mày biết không, thằng cha đó cha đi đám ma, cha mua nhang đèn rồi tiền vàng bạc quá trời luôn, cái chả cúng người chết. À. Cha cúng dư cái chả cúng tao. Ê quên, chả tặng tao, chả tặng tao. Vui quá, rửa là ông nào mà yếu mạnh liệt giảm tăng chi luôn kìa. Hôm đó quan tài luôn, tặng luôn quan tài. Bây giờ tụi bay thấy tao đẹp rồi trai theo nhiều, tụi bay ganh, tụi bay muốn tao chết sớm hay sao vậy? Không có sao nữa vậy. Xin lỗi tụi bay thôi, bây giờ vậy nè, tụi bay ít có ra đường quá hả, tụi bay đăng báo tìm bạn bốn phương thử coi. Ô đương vợ em ưng làm chuyện đó đâu, em con nhà hoàng tộc mà, ai muốn chồng mà làm điều đó em muốn đâu, đừng có nói tầm bậy nghe ụt dột lắm. Ai mà ngu gì mà làm cái chuyện tốn tiền tốn bạc ấy. Tao thấy á, có nhiều người đăng báo tìm bạn bốn phương mà nên duyên vợ chồng mình đó. Ôi mà thôi thôi, dẹp cái chuyện mà vợ chồng qua bên đi, bây giờ nè đi chơi với tao. Đi đâu? Hát karaoke à? Tầm thường. Em biết rồi, ra vườn ngậm trăng rồi ăn hột vịt lộn. Lộn lộn tôi giả cái chát vô mặt. Bây giờ lộn 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 cái gì? Đi thuộc pizza. Ôi thôi em. Trời ơi, cái con gái ai mà đi thuộc pizza. Sao vậy? Cái bà này đúng là cái gì? Thuộc pizza vui thế mồ đồ ngu. Excuse moi, mademoiselle. Nói tiếng Việt đi cha. Mặt Việt Nam chân mày đang nói tiếng Tây nữa. Ok, d'accord. Dạ, cái chết giờ. À, xin lỗi. Cái mai vậy? Dạ, xin lỗi chị, nhà này phải nhà của cô Hoàng Hôn không chị? Hoàng Hôn? Dạ. Nhà này không ai tên Hoàng Hôn á. Ủa? Nhà này có ba cô gái đẹp tuyệt trần, đẹp thần sầu quỷ khóc. Toàn là bình minh sáng tươi, không ai là Hoàng Hôn hết trơn. Ủa? Vậy nhà này phải nhà số 15 đường số 7 không chị? Phải.
sao ghi rõ ràng là công tần tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn. Số nhà ghi rõ ràng vậy nè chị. Tôi đã nói rồi à ngang, nhà này không ai là Elizabeth hết trơn á. Dạ. Mà không ai là công tần tôn nữ hết trơn á. Quả chăng có con công tần tôn nữ Nguyễn Thị Hoa, mà nó ghét đăng báo tiền bạc bốn phương nó không có đâu. Ờ vậy chắc tôi lộn mà xin phép chị tôi về nha. Dạ. Ê này nè, có ai đăng báo tiền bạc bốn phương mà để địa chỉ nhà mình, cha này cha tới cha kiếm nè. Ôi mày. Này, tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện dư tiền dư bạc ấy nhá. Mà mà có phải ế ẩm gì đâu mà phải đăng báo kiếm chồng cái chứ. Vậy nếu lộn thì xin phép hai chị tôi về nha. Dạ đừng anh ạ. Này này này. Dạ. Anh đọc thử xem có cái gì ở trong mới được chứ. Đọc thử coi. Dạ dạ, đọc thử chị nghe nha. Đọc đi. Dạ dạ. Thiếu nữ xinh đẹp và ngây thơ. Ôi, sư mẫu không mà ngây thơ. Yêu màu tím hoa sim, thích nhạc Phạm Duy, mê tiếng hát Chế Linh. Đã 22 mùa lá rụng, vẫn cô đơn chiếc bóng, lê bước chân độc hành, đêm đêm về khóc lè loi. Không, lẻ loi, đọc lộn mà lè loi. Dạ, lộn. Đêm đêm về khóc lè loi một mình, lẻ loi một mình. Dạ, lộn. Tao nghe văn chương này giống mà Giả Lý Hương quá à. Giống tuồng cầu quận 9 quá trời mày. Văn này Nguyễn Ngọc Ngạn phải giả lại tiền nhá. À. Mà thật nhà này làm gì có ai mà 22 mùa lá rụng, toàn là 40 giờ lên à. Chỉ có mỗi mình em là mới 2-3 mùa rưỡi thôi anh ạ. Vậy thôi chắc lộn nữa rồi, thôi xin phép hai chị tôi về nha. Thôi, dạ dạ dạ. Đọc tiếp. Dạ dạ, đọc tiếp thôi chị. Còn gì anh đọc nốt đi anh ạ. Dạ, đọc nữa tiếp nha. Đi. Dạ. Ai có cam? Ai không có cam? Vô duyên quá đi. Cam quyết cái gì nhà này? Dạ không phải, tại mấy cô làm con dạ. Rung. À, không có, tại mấy thím làm con rung quá. Dạ. Dạ không phải, tại hai bé làm anh rung quá. Ai có cảm thông phải cam? Dạ. Đọc tiếp. Ai có cảm thông cho nỗi buồn gác trọ thì xin thả cánh nhạn tâm giao về người con gái bé bỏng tên công tần tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn, số nhà 15 đường số 7, hứa hồi âm dù thư tới trễ, nếu hợp sẽ tiến xa, không hợp cũng tiến luôn. Người con gái bé bỏng chắc phải tao rồi đó. Dĩ nhiên rồi. Dạ hai bé. Còn câu tái bút nữa. Elizabeth Hoàng Hôn cao 1 thước 65, dòng ngực 95, dòng mông 95, dòng eo 45. Giang lộn nhà thiệt rồi anh ơi, đây toàn nhắn ép không à, không có 95 gì hết trơn á. Dạ, thì chắc cũng hy vọng lộn thôi, xin phép hai bé anh về. Ấy người ơi, người ạ, đừng về. Đang vui dự rửa. Có ai đăng báo tìm bạn bốn phương mà để địa chỉ nhà mình, cha này tới kiếm? Không, em không. Mày, chắc không, chắn mày. Chứ em là mày chứ mày chứ. Em không. Tao không em có đăng không. Em có. Thấy chưa, nó mê trai mà. Chú chó mè ơi, mày dấu nhằn nhùi mà ảo quân bạch báo rửa là mình gặp mạ giảm sính rồi. Chứ chơi, nhưng mà em nói anh nghe nghe, chắc có lẽ là anh không phải mạ giảm sinh mố, mà chắc anh là mạ giảm làm đó. Chứ cha mà em làm cái chi em cũng thích hết á. Làm thơ em thích nè, làm việc em cũng thích nè, làm lung tung em thích hết anh ơi. À, dạ xin lỗi chị, tôi không phải là mạ giảm sinh. Dạ chắc tôi mạ giảm về. Thôi xin phép mấy chị tôi về. Khoan anh, chờ em chút xíu. Hai chị về. Hai chị có thương em không? Không. Tầm bầy nè, hai chị thương em. Bây giờ hai chị đi chơi một mình đi nghe. Trời ơi, nhà mình âm thình dương suy nhiều quá rồi. Để cái chuyện này em giải quyết cho nghe. Nè, thôi ráng đi nghe cưng. Dạ. Tao thấy thằng này cũng được. Cái mặt nó giống tài tử Hồng Kông đóng vai vua Càn Long á. Đúng rồi. Thôi đi vô cho nó làm việc với trại đi. Dạ. Càn Long mới càng cua cho em nói chuyện xong hết chị ơi. Ôi trời ơi, tay anh răng rửa. Không phải chị, tôi méo mó nghề nghiệp. Dạ. Quả sĩ mà chị. Dạ. Mỗi lần ai đụng vô tay cái tự nhiên tôi nổi hứng lên nè. Dạ. Mới vậy tôi gặp chị tôi muốn vẽ cho chị một cái chân dung tuyệt đẹp vậy đó. Cháu ơi, chân dung em mà anh ngoảy như rí là em giống con trùng rồi còn gì nữa. Đâu có.
Vậy thì ra... Dạ dạ, em là công tần tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn đấy anh nè. Ủa vậy hả? Dạ. Anh không nhận ra em sao? Thì ra, nhưng mà tại sao hồi nãy bạn của chị á, dạ, gọi chị là Hoa? Ôi trời ơi, Hoa là tên cụm cơm của em. Ủa vậy hả? Anh biết không, ngày xưa khi em còn bé xí như thế nè. Ừ. Cha mẹ ơi, em đẹp lắm anh ơi. À. Em xinh xắn lắm. Chú cha mẹ ơi, em sáng như thiên thần đó anh. Rồi coi như là ba mà em sợ ông bà bắt đó, cho nên đặt em cái tên là Hoa. À. Hoa có nghĩa là hoa 10 giờ anh nè. Hoa trinh nữ đó anh. Tôi nghĩ chị không phải là hoa trinh nữ. Chị hoa chí anh. Mà là hoa bất tử á. Ồ, hoa bất tử là hoa gì vậy anh? Là hoa ni lông á. Không bao giờ tàn hết nè. Anh vui quá đi thôi à. Nhưng mà dạ, chị nói hồi nhỏ chị đẹp như thiên thần vậy. Dạ hả? Em sáng như thiên thần rồi anh. Sao lớn lên nó... Sao anh? Lớn lên nó khác quá. Không, ý tôi nói là lớn lên cái chiều cao á, 1 thước 65 sao? Chứ trời ơi, 1m65 là em tỉnh luôn guốc đây nè anh. Dạ. Rồi còn cái dòng anh... Ôi chú cha, cái gò đỏ đó à. Anh ơi, cái tiểu tiệc đó mà quan trọng chí muốn á. Coi như cái đỏ coi như là ứng phong thì hẳn phong, mà ứng xẹp là hẳn xẹp liền á. Ủa sao vậy? Thì giống như là bánh phong tôm á, bẻ rỉ đi nè. Anh bỏ với chảo dầu nóng nghe, hẳn to đi nè. Có chí muốn. Ngộ quá ha. Dạ, mời anh ngồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Ủa tôi chết rồi. Sao chị? Dạ không, dạ em chưa hân hạnh được biết tên anh. Chị làm hết hồn. Dạ, mời ngồi. Tôi xin tự giới thiệu. Dạ. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Cha mẹ ơi, Dương Thường Trực. Dạ. Nghe cái tên là anh biết anh sức khỏe phí thường rồi. Chị biết hay ghê vậy đó. Dạ. Ba của tôi tên là Dương Thường Xuyên. Vì muốn nói giọng đã tôi là Dương Thường Trực. Dạ, coi như là cha con anh di truyền sức khỏe rồi đó. Trời em vui quá. Dạ. May mắn. Em không biết. Dạ. Thôi, mày có thiệt thì Thuận Pizza xứ hơn. Bây giờ mày không chịu Thuận Pizza, anh đằng kia có nắm ma, có trai nhiều lắm, thì dẫn mày đi, tôi giới thiệu cho. Thôi thì đi một mình đi. Em thì ở nhà em phụ với con Hoa để mà tiếp khách, chứ còn nó chưa có kinh nghiệm với đàn ông bao giờ. Lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì em lại ân hận suốt đời đấy. Tao ngờ mày thương Hoa dữ ha. Thôi giờ hai đứa ngồi nói chuyện với trai nha. Tao vô tao ngủ, tao lấy sức tối tao Thuận Pizza. Vâng, chị cứ đi. Chị... Để em làm gì? Vô phòng lấy tiền đếm cho nó sướng đi chị. Tiền nong gì lúc này em để chị nói chuyện với khách nhá. Dạ. Anh ạ, à, thế anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Dạ, xin tự giới thiệu với chị. Vâng. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Dạ. Vâng. Tôi chuyên môn về vẽ về hình khỏa thân. Dạ. Khỏa thân à? Dạ. Thảo nào tên là Dương Thường Trực là đúng quá đi rồi còn gì nữa nhỉ? Anh Trực này. Dạ. Anh chị, dạ. Xin lỗi chị. Dạ vâng. Tại vì tôi là một người họa sĩ nổi tiếng á chị. Dạ. Mà một người nổi tiếng thì không thể nào gọi tên tắt được hết á. Dạ xin vâng. Xin chị kêu tên đầy đủ cho. Dạ, dạ vâng, cứ dạ, quên xin lỗi anh. Dạ. Anh là Dương cái gì anh nhỉ? Dạ, Dương Thường Trực. À Dương Thường Trực, vâng. Dạ. Anh Trực này coi như là em thích hội họa lắm nhá. Dạ. Tất cả cái gì mà cứ xanh đỏ tím vàng là em thích tuốt tuần tuột anh ạ. À. Em cho em hỏi câu này về nghệ thuật một tí anh nhé. Dạ. Vâng, thế em nghe nói là người họa sĩ kiếm nhiều tiền lắm phải không anh? Dạ nhiều tiền lắm chị. Vâng, vâng. Chị biết không, có nhiều khi một tấm tranh của Picasso á, vâng, lên tới là mấy chục triệu đô la đó chị. Ôi trời, thế quá. Dạ. Giàu quá nhỉ. Nhưng mà đặc biệt cái là họa sĩ nổi tiếng phải chết rồi mới có tài có giá. Ôi trời, thế thì chờ giàu thì lâu quá nhỉ. Dạ. Ôi chị chờ gì chị? Dạ tại vì anh còn trẻ khỏe nên bao giờ anh mới chết. Chị. Cái gì em? Em nói chị nghe nè, tiền ở trong phòng chị một đống ở vố đệm đấy chị. Chị ngồi đây chị làm kỳ ra cả người em quá rồi. Anh cứ biết thương con nhỏ Hoa Hoàng Hôn này mà nó như thế 39-40 rồi mà cứ lúc nào cũng ngây ngơ ngớ ngẩn ngẩn như con nít ấy nhá. Yeah. Mà anh biết là bây giờ nó chát nửa tả phấn vào mặt ấy chứ. Đêm đến là nó chùi hết son phấn, anh biết không, trông nhăn nhún như quả táo tàu như bà cố nội mình á. Kinh lắm. Anh biết không, còn con mùi ní này hẳn á, mùi hơn em bốn con giảm á. Mà chú gái coi kìa cái tưng như con nít á. Bà mù bây giờ hơn tôi nghe, tôi không nói chị hết. Hai chị yên tâm đi. Với trái tim của một người làm nghệ thuật á, thì tôi không bao giờ phân biệt tuổi tác.
và cũng không bao giờ phân biệt xấu đẹp hết đó. Có thể chứ. Cũng như là thái tử sạc nước Anh mấy chị biết không? Biết chứ. Đó, chuyên môn đi mê đào già mà xấu không à? Có phụ đi già có thể xấu anh à? Đi trà xấu. Nhưng mà anh cho em hỏi anh một câu này nữa nhá. Dạ. À, thế em hỏi anh ấy là thường là anh là họa sĩ tai tiếng nhá. Dạ. Thì là một bức tranh thì anh ký hiệu cái tranh này là cái gì? Bình thường tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Vâng. Nhưng mà khi vẽ tranh thì tôi có ký hiệu là Mặc Quân Huyền. Ôi trời ơi, Mặc Quân Huyền à? Mặc Quân Huyền nghe tên thâm thúy quá, sâu sắc quá. Dạ. Tuyệt vời quá, nghe cái tên cứ như là tên vua tàu anh ạ. À. Dạ, cảm ơn chị. Tuyệt vời. Dạ. Ôi chúa chí mố, Mặc Quân Huyền còn nghĩa là mặc quân gì có chứ mà vua chúa. À, không phải chị, Mặc Quân Huyền chứ không phải Mặc Quân. Dạ. Ủa? Chị nói lại là Mặc Quân. Trời đất ơi, nãy giờ nói chuyện trai lâu dữ vậy hả? Cha này nói chuyện cũng dai dữ à nghe. Nói chuyện gì vui vậy? Xin ra cho ngồi chút coi. Trời, vô duyên nữa sợ luôn. Yeah. Chuyện gì vậy? Có chuyện cái tay chị đó. Tay anh là mạ dám làm, cái tay chị đề gân quá đó. Dám làm thì tao cũng dám chịu chứ tao có sợ gì đâu. Nhưng mà chị ơi, đi chơi làm cái gì? Sao? Ngồi đây nói chuyện với anh Dương Thường Trực vui lắm cơ. Tên gì? Dương Thường Trực. Trời, tên gì kỳ cha. Lâu lâu Dương lần thì được, Dương Thường Trực ai chịu nổi ông ngoại. Dạ không có chị. Trời đất ơi. Quen rồi chị. Dương Thường quen. Anh Trực nè. Dạ không, tôi là họa sĩ nổi tiếng chị. Mà người nổi tiếng thì xin chị gọi tên đầy đủ Dương Thường Trực. Anh dạ. Trực. Dạ không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Cô Trực đây em. Tôi nghe nói mấy cha họa sĩ cũng có nhiều người khùng khùng điên điên lắm phải không anh? Đâu có điên đâu, mà là khùng. Hả? À, mà không phải khùng nữa mà là mát. Đúng. Những người thường hay cho những người họa sĩ chúng tôi là những người mát không à. Tại vì những người chúng tôi là những người chuyên môn đi tìm những cái mới lạ. Và cũng luôn luôn đi tìm những hình bóng gia nhân. Tìm hình bóng gia nhân như nhà này làm gì vậy? Đúng là gia nhân không có. Có giả nhân. À, không, tại tôi nói giỡn cho nó vui vậy thôi. Không có đâu. À, nhưng mà đặc biệt một điều á, cái người họa sĩ chúng tôi quan niệm về tiền thì ít, nhưng mà tình thì nhiều. Cũng giống như trái tim của những người họa sĩ chúng tôi á, nhỏ nhưng mà khát vọng rất là bao la. Sữa à, trời ơi, tuyệt vời quá. Đặc biệt nhất là cặp mắt của một người họa sĩ chúng tôi nhìn không giống những người thường đâu. Giống cái gì vậy? Đúng. Anh khác hả anh? Khác tương tự như là ví dụ như ba cô đang mặc ba bộ đồ rất là đẹp. Dạ. Nhưng mà với cặp mắt của một người họa sĩ như tôi có thể tưởng tượng được là ba cô đang không mặc gì hết. Chết mẹ ơi. Không. Nhìn kỳ vậy. Cứ tưởng tượng cặp mắt họa sĩ tôi tưởng tượng. Nguy hiểm quá, tưởng tượng nguy hiểm. Tưởng tượng kỳ cục vậy. Dạ. Nè thôi bây giờ vậy nè, không đi đâu chơi ấy, hai đứa vô nấu gì ăn mời anh Trực đi. Anh chị làm gì? Tao ngồi tao chơi với anh Trực. Thôi. Vậy thì nếu mà được ba cô mời dùng cơm tôi mừng lắm. Nhưng mà trước khi chờ đợi các cô mà nấu ăn nấu nướng gì đó thì tôi sẽ chạy ra ngoài mua một chai rượu. Tại vì bữa ăn của tối bữa Pháp á có một câu là câu gì? Dîner sans vin, cơm lên sans pain, sans crème. Câu gì kỳ vậy? Dạ, có nghĩa là bữa cơm tối mà thiếu rượu vang giống như là trẻ em thiếu cà rem. Hay quá. Bây giờ mấy chị chờ tôi đi nha. Nhưng mà có một điều quan trọng nữa, tôi sẽ dành một sự bất ngờ cho ba cô. Rửa à? Ừ. Anh ơi, anh đi anh mau về nha. Em nấu cơm hẹn anh dùng nha. Hẹn em anh dùng một lần anh mê liền à. Dạ được rồi. Anh đi nhớ về mau nha anh nha. Trời em ơi, đang trời, chờ anh thấy này. Hai đứa bay tao mệt lắm rồi nghe. Mệt gì mệt? Hết chuyện rồi mấy thằng quả sĩ khùng khùng điên không nhớ mãi trơn à. Ủa trời ơi, khùng điên chứ em cũng giật lãng hết trời, thiểu thủ quá rồi. Điên thế, đẹp danh thế, bảo điên khùng, khùng thế chứ khùng nữa em cũng chơi luôn. Cái mùa này vô duyên chưa kìa. Hả? Của em mà điên đòi chơi, chơi là chơi ra răng. Vô duyên cái đó này. Của Mặc Quân Huyền. Đúng. Là của em mà. Tao nói cho mày biết, Mặc Quân Huyền của tao. Em nói là Mặc Quân là của em. Mặc Quân của tao. Quân của em. Quân tao. Quân em. Quân tao. Quân em. Quân của tao. Tự nhiên hai đứa bay quá vô duyên dành cái quần à. Trời đất ơi, quần của tao nè. Thôi hai mẹ đi vô nấu cơm đi. Trời ơi. Chị ơi, hả? Cái gì quá. Coi như thương hại. Đây. Và đây là sự bất ngờ cho ba chị. Kính thưa quý vị, tôi là họa sĩ Dương Thường Trực, biết hiểu là Mặc Quân Huyền. Và hôm nay tôi lột vào căn nhà có ba nàng tiên.
mà ba nàng tiên lỡ thời. Ông bà ta ngày xưa có câu á, sao cô chẳng chịu lấy chồng, người ta lấy hết chổng mông mà gào. Cha mẹ ơi. Dạ. Vì vậy để khỏi tình trạng này xảy ra, tôi mới hy sinh đời trai của tôi, lập ra một chuyện dự thi. Cuộc dự thi này rất đơn giản, tôi sẽ đặt ra một câu hỏi, nếu một trong ba cô này trả lời hay mới quý vị lựa chọn, thì mặt quân quyền này sẽ chọn người đó. Câu hỏi rất đơn giản, các cô chuẩn bị nha. Dạ xong rồi anh. Quý vị đồng ý không ạ? Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Các cô chú ý nha. Câu hỏi đó là Qu'est-ce que c'est l'amour? Có nghĩa là tình yêu là gì? Em trả lời trước nhé. Thưa quý vị, em tên là Nguyễn Thị Nụ, em thi hoa hậu quen rồi. Em trả lời nhé, tình yêu là hai bên nhé, cùng có lợi nhé. Là thuận mua vừa bán, là tiền cha mà cháu múc. Mà như ông gì nhà thơ nổi tiếng ấy, nói là yêu là mất ở trong túi tiền một tí đấy anh ạ. À, em trả lời hay quá nhỉ, vỗ tay. Cái cô này có tinh thần buôn bán. Mời cô thứ hai. Dạ tời em. Em đúng quá. Dạ em là công tăng tu nữ Nguyễn Thị Hoa. Dạ em lấy hơi lên không vậy? Ngáp. Dạ xin lỗi chị. Xin lỗi chị nha, chị bị xuyễn hả? Dạ không có, tại vì em run quá. Dạ chị ngáp à? Từ từ thôi, ngáp quá rủi ba vô. Dạ bây giờ em bắt đầu trả lời nghe anh. Dạ tình yêu có nghĩa là hoa nở rồi hoa tàn, bèo dạt rồi bèo trôi, tình đến tình đi rồi người cũng đi. Tình là gì? Tình là chi mà ngàn năm trước đến ngàn năm sau nhân loại vẫn khổ đau vì tình. Vậy nãy giờ cô nói tình gì tôi không hiểu. Dạ cái đó là em nói tiếng Việt đó. Còn tiếng Tây có nghĩa là. Là sao? Oh chérie, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dạ em cảm ơn. Rồi xin mời cô thứ ba. Thôi bà lên đi. Lên con mệt quá. Vậy dạ mời bé trả lời. Em tên Trần Hằng. Tình yêu là gì hả? Tình yêu là cái con khỉ khô gì? Theo em hả? Thương á thì em chụp, không thương á thì em dục, mà cà chớn với em á thì em đục vô mặt. Wow. Dạ. Thuyệt vàng, thuyệt vàng. Dạ, quý vị thấy rồi. Cô người Huế thì kiêu sa đa tình. Còn cô Bắc Kỳ nho nhỏ kia thì kiêu ngạo và khách sáo. Cuối cùng cô Nam Kỳ chân thật và thật thà. Vậy thì quý vị đã biết tôi chọn ai rồi. Người đó không ai xa lạ, chính là Trần Hằng.